chương 421, gặp nhau không bằng không gặp hai, văn thiên lời lẽ chính nghĩa, tức giận quát lớn. Nhị sư huynh, người không có tư cách giáo huấn ta. Diệp cô vũ cũng giận tím mặt, quát to. Ta nhìn người bước vào cửa, nhìn ngươi lớn lên hàng ngày, tanh làm sao lại không có tư cách giáo huấn ngươi hả? Người có biết hay không, năm đó người càng ngày càng lún sâu vào ngoại đạo, sư phụ cực kỳ đau lòng, sư phụ bỏ ra rất nhiều tâm huyết để dạy dỗ ngươi nhiều hơn so với những tiểu sư đệ khác sư phụ vốn đã quyết định phải truyền y bát cho ngươi nhưng đợi ngươi ba năm ngươi cũng kiên quyết không chịu quay đầu lại ngươi đã làm tổn thương sư phụ cho đến ngày hôm nay ngươi còn dám nói là sư phụ có lỗi với ngươi yêu không phải ngươi có lỗi với sư phụ sao lời nói như vậy ngươi cũng nói được sao văn thiên lông mày dựng lên nổi giận nói diệp cô vũ lập tức tỉnh táo lại lạnh lùng cười nói nhị sư huynh, người nói rằng ta tâm tư không tốt, ta cũng không cãi lại. Nhưng người hỏi ta, nếu làm trưởng giáo sẽ đem vô cực môn đi theo phương hướng nào? Ta đây cũng hỏi ngươi một câu, một người có mệnh vô tướng, một người kiếp sống khó khăn, tính mạng còn ăn bữa hôm lo bữa mai, có thể đem vô cực môn đi theo phương hướng nào chứ? Hừ, có mệnh vô tướng, lời này không tồi, nhưng cũng phải nhìn xem, người ta là mệnh gì tướng gì. Hơn nữa, tướng mệnh của trưởng giáo sư đệ rốt cuộc như thế nào, lúc trước ngay cả sư phụ cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu. Cho đến ngày nay, thiên cơ che đậy trầm trọng như thế, người lại dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy? Mệnh thiên tử từ trước đều là khó khăn nhất đấy. Về phần ứng kiếp, cái người tu chính là khắc khổ, người phải hiểu rõ hơn ta chứ. Trưởng giáo sư đệ sau khi bị thương, thời gian ngắn ngủn mấy tháng, đã tìm lại được khẩu quyết pháp tướng, tu la đạo, và ác quỷ đạo thất lạc bấy lâu. Mấy thứ này, vô cực môn chúng ta tìm hơn một ngàn năm, hoàn toàn không đạt được bất cứ điều gì cả. Hiện giờ chỉ trong thời gian mấy tháng đệ ấy đã tìm về được năm khẩu quyết pháp tướng, điều này chẳng lẽ không phải là ý trời sao? Đủ để chứng minh, trưởng giáo sư đệ Phúc Duyên thâm hậu. Văn Thiên mở miệng một tiếng, trưởng giáo sư đệ, Diệp Cô Vũ vừa mới khôi phục một chút bình tĩnh, giờ đây sắc mặt lại trở nên khó coi. Trong lúc đấu tranh chính phái, Văn Nhị Thái ra đương nhiên rất nghiêm túc. Cho dù gặp xui xẻo, trưởng giáo sư đệ đoàn mệnh chết non. Vậy cũng không có gì, chuyện như vậy, ở trong lịch sử vô cực môn chúng ta cũng không phải chưa từng xảy ra. Trưởng giáo truyền nhân, nhất định phải là người nhân hậu, toàn thân đoan chính, đây mới là điều đáng nói. Cái này nếu duy trì được, thì vô cực môn có thể tiếp tục kế thừa ngàn vạn năm, vĩnh viễn cũng sẽ không bị hủy hoại. Ngũ sư đệ, quyền mưu lừa dối, chỉ có thể đạt được trong nhất thời, không thể duy trì cả một đời. Bản tính người thông minh, chẳng lẽ ngay cả đạo lý này đều không rõ sao? Quay lại vẫn còn kịp đấy. Nói tới đây, Văn Thiên giọng điệu trở nên vô cùng khẩn thiết, ánh mắt nhìn Diệp Cô Vũ cũng tràn đầy hy vọng. Hư nhị sư huynh, những lời này, người giữ lại mà lừa bọn con nít. Người làm việc lớn từ xưa tới nay liền không nói hai lời. Kẻ thông thái dởm, con cưng của trời, ai mà không gờ yêu ta ít người đầy đống, xác chồng như núi. Tống tương công nhân nghĩa như vậy, có thể cảm hóa được người thiên hạ sao? Nếu sư phụ năm đó đã không chịu đem y bát truyền cho ta, tanh sẽ tự lập ra một tân giáo phái, hơn nữa nhất định sẽ hưng thịnh hơn so với vô cực môn. Ta phải chứng minh cho ông ta thấy, chính ông ta đã sai, hay là ta sai? Diệp cô vũ nói xong, đầu ngẩng cao lên, vẻ mặt ngạo nghễ. Ở trong mắt đám người bạch tô tô, Diệp vương trước mặt và Diệp vương ngày thường, dường như biến thành hai người. Có bao giờ, Diệp Phương lại thể hiện một sắc mặt hỉ nộ như bây giờ. Các cô đương nhiên không biết, đây là bởi vì trước kia không có bất cứ người nào đáng để Diệp Vương tức giận. Những người đó ở trong mắt Diệp Cô Vũ có khác gì con kiến đâu? Diệp Cô Vũ làm sao lại thể hiện sự ưu việt đối với một bầy kiến hôi? Ở trong suy nghĩ của Diệp Cô Vũ, trong thế giới hiện tại, người có thể cùng gã so bì thật sự quá ít, cũng chỉ có ít ỏi mấy người đồng môn ngày xưa ở vô cực môn mà thôi. Audio điện tử võ tấn bền. Diệp cô vũ bây giờ, đứng ở trước mặt Văn Thiên mới là tướng mạo vốn có của gã. Văn Thiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hưng thịnh hơn so với vô cực môn, quả là nực cười, chỉ dựa vào những người ngươi mang tới đây đêm nay. Trừ ngươi ra, còn có ai có thể ra tay. Ngươi rời khỏi Trung Nguyên cũng đã 20 năm rồi chứ nhỉ. 20 năm qua ngươi chỉ nuôi dưỡng một nhóm người như vậy thôi sao? Diệp Cô Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Văn Thiên đang ngửa mặt lên trời cười to, lạnh lùng nói. Nhị sư huynh, môn hạ của ngươi, ngoại trừ tên Văn Tư Viễn ra, còn có ai có thể ra tay? Thành thật nói với ngươi, sư huynh để chúng ta một trọi một, Hoàng Hải Văn ra, một ngày không ra, cũng sẽ bị ta nhổ tận gốc. Đồng tử Văn Thiên co rút lại, chậm rãi nói. Ngũ sư đệ, nếu đơn thuần luận về vũ lực, có lẽ ngươi nói không sai. Qua nhiều năm như vậy, ta cũng không bỏ quá nhiều tâm sức ở phương diện này. Hoàn cảnh quốc gia không cho phép, nếu tính như vậy, ngươi cho là ngươi sáng tạo ra giáo phái này thì có thể thắng được vô cực môn sao? Ngươi chớ quên, vô cực môn cũng không phải môn phái giang hồ, cái nó kế thừa chính là thuật pháp. Vô cực môn mấy ngàn năm kế thừa, hơn vạn đệ tử tâm huyết, một mình ngươi mấy chục năm có thể vượt qua. Đây không phải nực cười là cái gì, ta biết rằng ngươi rất có thiên phú, nhưng chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ chúng ta qua nhiều thế hệ tổ sư như vậy đều là một đám ăn hại sao. Nhị sư huynh, ta không ở trong này cãi nhau với ngươi, sự thật như thế nào, chúng ta cứ chống mắt mà nhìn. Rồi có một ngày, ngươi sẽ thấy. Tạm biệt. Diệp cô vũ hai tay nhún, xoay người bỏ đi. Thanh phong tam sử, không nói một lời, gắt gao đuổi theo. Vù, một tiếng, văn tư viễn từ trong rừng cây phi thân ra, rừng ở bên người văn thiên, hạ giọng nói. Sư phụ, để cho bọn họ đi như vậy sao? Văn Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, nói. Giữ chân người khác rất dễ dàng, giữ chân giang đạo minh, quá khó khăn. Nhưng, không có nhưng nhị gì hết, chúng ta đi về trước đã. Văn Thiên vung tay lên, đã cắt ngang lời Văn Tư Viễn, quả quyết nói. Không ai hiểu thực lực giang đạo minh hơn ông ta, ở dưới tình huống tiêu phàm không tham chiến, nếu giờ phút này tất cả cao thủ chỉ thủy quan đồng thời xuất động, đem thiên ưng giáo toàn bộ tiêu diệt, khả năng giữ được Giang Đạo Minh cũng không lớn. Hơn nữa, Tiêu Phàm là sư đệ của ông, Giang Đạo Minh cũng là sư đệ của ông, người quyết đoán như Văn Nhị Thái Gia, cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Tiêu Phàm ôm thân thể của Tân Lâm vào trong lòng ngực thật chặt, tay phải cầm chặt tay trái của Tân Lâm, tay trái thì chống đỡ tâm thú huyệt ở ngực Tân Lâm, hạo nhiên chính khí, liên tục không ngừng được truyền vào trong cơ thể Tân Lâm, nhưng tất cả đều không có phản ứng đám người uyển thiên thiên, đường huyên đứng thành một vòng, nhìn không chắc mắt, không khí im lặng, ai cũng không dám hé răng. Chỉ thủy quan to như vậy, gần như tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Trong mắt tiêu phàm tơ máu hiện ra dày đặc, một dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng của hắn, thân hình nhẹ nhàng run rẩy khó có thể đứng vững. Tân lâm sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ, chỉ có điều ngực không đập phập phồng nữa. A-di-đà-phật, Linh Vân đại sư thấp giọng nói ra một tiếng Phật hiệu, chậm rãi đi tới, vươn hai ngón tay, đặt lên mạch trên cổ tay của Tân Lâm, sắc mặt lập tức biến đổi, thật lâu sau, nhẹ nhàng lắc đầu, đứng dậy, liếc mắt nhìn Tiêu Phàm vừa nãy còn dẫn độ chân khí cho Tân Lâm, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thân là đệ nhất cao thủ của Thái Cực môn, Linh Vân đại sư chẳng những làm thức ăn chay rất ngon, ông cũng là danh y nổi tiếng quốc gia. Nhưng ông đã không thấy mạch đập trên người Tân Lâm nữa. Nếu như là người bệnh khác, Linh Vân Đại Sư đã có thể trực tiếp tuyên bố tin giữ cho người nhà rồi. Nhưng nhìn bộ dạng không cam lòng như vậy của tiêu phàm, Linh Vân Đại Sư cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Vừa rồi lúc giao đấu, Linh Vân Đại Sư đứng phía xa cách mấy chục thước, nhưng cũng có thể cảm giác được lực sát thương của Diệp Cô Vũ là vô cùng mạnh mẽ, tân lâm gần như không được che chở mà trọng thương, kinh mạch đều ngừng hoạt động. Linh Vân Đại Sư tuy rằng không biết Diệp Cô Vũ là giáo chủ, thiên ưng giáo, là vua sát thủ ở Tây Á, nhưng cũng thừa nhận chiêu này của Diệp Cô Vũ là kế sách rút củi dưới đáy nồi giải quyết tận gốc hữu hiệu nhất. Có ông ta, Phan Tư Viễn, Tân Lâm, Yến Tây Lâu đều là những cao thủ chấn thủ, Diệp Cô Vũ dù mạnh đến mấy, nếu muốn xông vào cửa, tiến vào mật thất dưới đất của chỉ thủy quan để quấy nhiễu đám người tiêu phàm đang thi triển pháp thuật cũng rất khó. Diệp Cô Vũ không áp dụng cái loại biện pháp ngu nhất kia, cho dù mục tiêu của gã là tiêu phàm, còn không bằng gã hướng về phía Tân Lâm trước. Chỉ cần Tân Lâm bị thương nặng, tiêu phàm dù thế nào cũng không thể ngồi yên không quan tâm, đến khi đó, điên đảo tam tài tuyệt sát trận, lập tức bị phá. chương 422, Huyết Mạch Căn Nguyên Diệp Cô Vũ đương nhiên biết, Tân Lâm rất quan trọng đối với tiêu phàm. Chỉ có điều Tân Lâm cũng không phải người bình thường, cao thủ như Diệp Cô Vũ cũng chỉ có thể áp dụng phương pháp đánh lén mới đánh thắng được. Bóng người trượt lóe, Văn Thiên chạy trở về, vẻ mặt xanh sao, không rên một tiếng mà đi tới, cũng giơ tay đặt lên mạch cổ tay của Tân Lâm, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, trầm giọng nói. Sư đệ, nhị sư huynh, lúc trước huynh đoán mệnh cho cô ấy, đã nói tướng cô ấy là đoàn mệnh chết non sao. Không đợi Văn Thiên nói xong, tiêu phàm bỗng nhiên mở miệng hỏi, thanh âm khan khàn, vô cùng bi thương. Văn Thiên không khỏi sửng sốt, trầm ngâm không biết trả lời thế nào. Tiêu Phàm ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng ông ta, mắt không hề chớp. Trầm ngâm thật lâu sau, Văn Thiên mới chậm rãi nói. Sư đệ, tân cô nương lúc trước cũng không phải tướng đoàn mệnh chết non, thất diệu cung thiếu chủ, phúc trạch lâu dài. Nhưng, từ sau khi đệ nghịch thiên cải mệnh cho lệnh tổ, tất cả đã không thể kiểm soát được nữa rồi. Đệ cũng nên biết, tướng mệnh đều sẽ thay đổi. Mặc dù nói, tình huống bình thường sẽ không khiến cho tướng mệnh thay đổi lớn, nhưng nghịch thiên cải mệnh hiển nhiên là ngoại lệ nghịch thiên cải mệnh người ứng kiếp nên là đệ mới đúng sư đệ chớ quên trên người tân cô nương có cấm chế đồng mệnh tướng mệnh của đệ thay đổi nhất định sẽ ảnh hưởng đến tân cô nương văn thiên sắc mặt và giọng điệu đều trở nên vô cùng ngưng trọng tiêu phàm gật gật đầu ôm tân lâm đứng lên đi nhanh về phía căn phòng bí mật sư đệ đệ muốn làm gì cậu phải hiểu rằng thiên mệnh là không thể làm trái cho dù thiên mệnh khó trái lúc này đây để cũng muốn nghịch thiên tiêu phàm không chút do dự nói cũng không quay đầu lại ôm tân lâm vào mật thất dưới đất các cơ quan hoàn toàn đóng cửa đem tất cả mọi người ngăn cách ở bên ngoài sắc mặt văn thiên lập tức trở nên cực kỳ khó coi ông cụ anh ấy muốn làm cái gì quyền thiên thiên rốt cục không kìm nổi vội vã hỏi văn thiên lắc đầu phun ra một ngụm trọc khí vốn trận chiến này đã toàn thắng tuy không tại chỗ gỡ yêu iota ết chết tên người hồ ẩn núp trong bóng tối kia nhưng gã ta cũng đã bị thương nặng không dậy nổi cho tới nay vẻ lo lắng trong lòng mọi người rốt cục đã tan biến tất cả mọi người có thể thả lỏng rồi nhưng tân lâm bị tai họa bất ngờ nên ai cũng vui không nổi ông cụ thiếu chủ của chúng ta sẽ như thế nào lục cô cũng ở một bên hỏi vẻ mặt không ngừng lo âu văn thiên liếc mắt nhìn cô một cái thở dài vẫn là không nói lời nào phán đoán của Y và Linh Vân Đại Sư khi xem mạch cho Tân Lâm là giống nhau. Mạch đã ngừng đập, nói thẳng ra, Tân Lâm trên thực tế đã chết rồi. Ông cụ, ông có thể không biết rằng, thất diệu cùng chúng ta qua nhiều thế hệ thánh nữ, đều có một tấm bùa bảo mệnh. Tấm bùa bảo mệnh này, được cung phụng ở tổng đàn đấy. Mặc dù bị thương nặng thế nào đi nữa, chỉ cần có thể kịp thời đến tổng đàn, ăn bùa bảo mệnh vào, có thể cứu mạng được. Lục cô vội vàng nói bảo mệnh phù. Lông mày tuyết trắng của văn nhị thái ra dương lên, nói. Đúng đấy, bảo mệnh phù nhất định phải cung phụng ở tổng đàn, ngày đêm dâng hương, xin tổ tông phù hộ. Nếu mang theo tùy thân, thời gian dài, sẽ mất đi tác dụng. Văn thiên liền hỏi. Từ nơi này đến tổng đàn thất diệu cung các ngươi, nhanh nhất mất bao lâu? Lục cô và một nữ tử thất diệu cung bên người liếc nhau, nói. Bây giờ lập tức khởi hành, thông báo với bên kia trực tiếp đón ở sân bay, ngựa không dừng vó, khoảng 5-6 giờ chắc là tới nơi. 5-6 giờ, Văn Thiên không khỏi cười khổ. Tân Lâm sức sống đã hết, không cần nói đến 5-6 giờ, cho dù kiên trì 5-6 phút, đều là hy vọng xa vời. Thấy Văn Thiên cười khổ lắc đầu, đám người lục cô cũng trầm xuống một chút, lục cô vẫn chưa từ bỏ ý định, cắn răng hỏi. Ông cụ, thật sự không có biện pháp nào khác sao? Có, thật bất ngờ, văn thiên lại trả lời một câu như vậy, hơn nữa giọng điệu vô cùng chắc chắc. á, à, đó là biện pháp gì? mấy người đều vội vàng kêu lên, vẻ mặt vẻ mừng rỡ. văn thiên lại không nói gì nữa, ánh mắt hướng về căn phòng bí mật bên kia nhìn lại, hai hàng lông mày nhíu chặt, vẻ mặt vô cùng lo âu. trong mọi người ở đây chỉ có ông ta mới biết cái gọi là biện pháp này. muốn thật sự có hiệu lực, tiêu phàm phải trải qua nhiều mạo hiểm. Chỉ có điều tình hình này, nói cho đoàn người này biết được cũng là uổng công, không nói thì hơn. Văn nhị thái gia cũng không phải là người lắm mồm. Hiện tại cũng chỉ có thể mong đợi nhiều thế hệ tổ sư anh linh hiển thánh, phù hộ vô cực môn bền vững lâu dài thôi. Ở giữa mật thất chỉ thủy quan, có ba cái bổ xếp thành hình tam giác, càn khôn đỉnh, mùi thuốc bốc lên thản nhiên. Là bảo vật của vô cực môn, càn khôn đỉnh, truyền vào tay tiêu phàm, đa số thời gian đều là chế thuốc, rất ít khi dùng làm đấu pháp như văn nhị thái gia đã nói, tiêu phàm có tâm nhân hậu, toàn thân đoan chính, cũng không phải loại, phần tử hiếu chiến. Tiêu phàm ôm tân lâm đi vào phía trước pho tượng, vô cực thiên tôn, hai đầu gối quỳ xuống, khấu đầu thật sâu, miệng thì thào cầu nguyện. Đệ tử tiêu phàm, nguyện lấy chân nguyên của mình, căn nguyên huyết mạch đổi lấy sự sống một ngày một đêm của đệ tử thất diệu cung tân lâm, kính mong các vị tổ sư anh linh phù hộ, thành toàn tâm ý của đệ tử. Đệ tử cúi đầu cầu xin các thế hệ tổ sư. Nói xong, tiêu phàm ôm chặt thân thể mềm mại của Tân Lâm, đem cô chắp tay trước ngực, lại cúi bái. Ba quỳ chín khấu, hoàn thành nghi lễ, tiêu phàm ôm Tân Lâm đứng lên, chậm rãi đi vào, tam tài trận, khoanh chân ngồi xuống, để Tân Lâm dựa vào vai mình, tay trái ôm nhẹ eo nhỏ của Tân Lâm, tay phải nắn khẩu quyết, miệng lẩm bẩm Hàn quang chợt lóe máu tươi từ bên trong cổ tay phải của tiêu phàm phun ra. Tiêu phàm nội lực vừa bước ra, huyết châu đỏ sấm liên tiếp xẹt qua ở giữa không trung thành một đường cong, giống như huyết sắc chân châu, nhỏ xuống ở bên trong càn khôn đỉnh. Một mùi máu tươi lập tức tràn ngập ở trong căn phòng bí mật. Tật, tiêu phàm lại nắn khẩu quyết, cũng chỉ như kích, một đạo pháp lực hùng hậu vò tới càn khôn đỉnh. Càn khôn đỉnh vốn đã bắt đầu yên lặng trở xuống, lập tức ánh sáng dọi chiếu như bông hoa, hỗn độn thành hình ở đỉnh miệng, ước chừng một thước vuông, không ngừng xoay tròn, mùi máu tươi rất nhanh đã bị mùi thuốc che kín cho dù tiêu phàm lúc này vẫn chưa bỏ dược liệu vào trong càn khôn đỉnh nhưng càn khôn đỉnh là loại linh vật nào chứ kế thừa mấy ngàn năm không biết luyện qua bao nhiêu dược liệu quý báu những tinh hoa dược liệu này cho dù chỉ có một bộ phận cực nhỏ được càn khôn đỉnh tự thân hấp thu giờ phút này phóng ra một tí tẹo cũng không phải bình thường mùi thuốc càng ngày càng đậm sắc mặt của tiêu phàm lại càng ngày càng tái nhợt từng hạt mồ hôi to như hạt đậu cuồn cuộn rớt xuống, thậm chí thân hình cũng nhẹ nhàng run rẩy lên. Tình hình của Tân Lâm lúc này đây, so với lần Uyển Thiên Thiên bị thương còn nghiêm trọng hơn nhiều. Uyển Thiên Thiên ít nhất còn có hơi thở, còn có thể mở miệng nói chuyện. Tiêu Phàm chữa thương cho Uyển Thiên Thiên, vẫn chưa dùng Càn Khôn Đỉnh, nên chân nguyên bản mạng tiêu hao không nhiều lắm. Mà lần này, chân nguyên bản mạng của Tiêu Phàm đang cuồn cuộn chảy ra từ trong cơ thể hắn. Chân nguyên bản mạng bị sói mòn cực nhanh, dù tiêu phàm mạnh đến mấy, rất nhanh cũng ngăn cản không nổi. Mà mùi thuốc trong càn khôn đỉnh lại chưa đạt tới nồng độ mà tiêu phàm hy vọng. Lấy chân nguyên bản mạng, huyết mạch căn nguyên đổi sức sống một ngày một đêm cho tân lâm, vốn chính là tiêu phàm làm ngược đạo lý, có thể được như ý nguyện hay không, quyền chủ động cũng không nằm trong tay tiêu phàm, mà nằm ở trong tay ông trời. Nhìn tư thế này, trời xanh dường như cũng không nguyện ý cho tiêu phàm cơ hội này. Tiêu phàm sắc mặt trắng bệch như tờ giấy làn môi đều biến sắc, sắp không chống đỡ nổi, chờ tổ sư trên tường truyền đến một cỗ lực kỳ lạ, mạnh mẽ đem tiêu phàm bao vây lại. Cỗ lực lượng này vô hình vô chất, tiêu phàm tinh thần đại chấn, chợt đứng thẳng lên, một cỗ pháp lực vô cùng hùng hồn lại vò tới về phía càn khôn đỉnh. Một canh giờ qua đi, mùi thuốc nồng nặc dưới tầng hầm ngầm, nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như trong khoảng khắc đã bị càn khôn đỉnh thu trở về. Lên, tiêu phàm giơ tay hướng về càn khôn đỉnh, ra chiêu, một viên đan dược đỏ tươi từ trong lò bắn ra, rơi xuống trong tay tiêu phàm. Viên đan dược kia đỏ sẫm như máu, hình dạng cũng không tròn, mà là hình trứng, chợt nhìn qua như là một giọt máu tươi động lại, chỉ có điều màu sắc vô cùng diễm lệ. Tân Nhi, uống thuốc thôi. Tiêu phàm đem viên đan dược kia cẩn thận đút vào trong miệng của Tân Lâm. Nhắc tới cũng kỳ lạ, căn bản không cần Tân Lâm nuốt, viên đan dược kia vừa vào miệng liền tan biến. Tiêu phàm hai mắt sáng ngời, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Tân Lâm, ngay cả mí mắt cũng không dám nhấp nháy một chút, sợ nháy mắt sẽ bỏ lỡ cái gì đó. Ước chừng 15 phút sau, Tân Lâm bỗng nhiên phát ra một tiếng dê y trầm chầm trầm chầm yếu ớt, chậm rãi mở hai mắt ra. Tân Nhi, Tiêu phàm em, em muốn về nhà. Được, được, anh đưa em về nhà, chúng ta lập tức về nhà. Tiêu phàm cúi người xuống, chán chạm vào phía trên trán của Tân Lâm, nước mắt ấm áp, nháy mắt làm ướt khuôn mặt tái nhợt của Tân Lâm. chương 423, Hồ Quang Minh, Núi Lão Quân. Một đêm nay đối với rất nhiều nhân vật lớn ở Kinh Sư mà nói, nhất định sẽ mất ngủ. Thật sự làm cho người ta bị chấn động rồi. Đêm khuya khoát, tiêu lão gia tử đã tự mình từ trong phòng bệnh của Bệnh viện Tổng hợp gọi điện thoại cho một vị đại lão quân đội. Vị đại lão quân đội này là quan hệ cấp trên cấp dưới với tiêu lão gia tử. Gần đây, trung ương đối với cán bộ lãnh cao cấp hồng tuyến càng ngày càng nghiêm, nhưng hồng tuyến quân đội vẫn được nới rộng, vị đại lão quân đội này tuổi đã gần 70, nhưng vẫn giữ chức vị quan trọng như trước. Đại lão quân đội trước đó không lâu đã nhận được báo cáo, bệnh tình tiêu lão gia tử đã nguy kịch, thậm chí theo tin tức từ các chuyên gia chữa bệnh của Bệnh viện Tổng, nói rằng trên cơ bản ông cụ sẽ không qua nổi trong hai ngày này. Kết quả là vào nửa đêm, tiêu lão gia tử lại trực tiếp gọi điện thoại cho gã vị đại lão quân đội này bóng cây ết yêu ta ép sợ. May mắn thay đó là người thuyết vô thần, bằng không vị đại lão tuổi gần 70 này chỉ sợ phải nghi thần nghi quỷ rồi. Nhưng bên kia điện thoại truyền đến, quả thật là giọng nói của tiêu lão, trung khí dư thừa, ngữ điệu to rõ, một chút cũng không giống là bệnh tình nguy kịch, không giống lão già trên 80 tuổi sắp cưới hạc tây về trời. Mà giống như rất nhiều năm trước, vị tiêu đại tướng quân dũng mãnh như hổ, lắng nghe tiêu lão gia tử nói ra yêu cầu quái dị một chút cũng không làm cho người chú ý lời nói của ông cụ rất khách khí nói là có chút việc phải nhờ vị đại lão quân đội này giúp đỡ hỏi xem có phải gã có máy bay thuận phong hay không có người cần lập tức đi một thành phố du lịch nào đó ở hoa đông sau khi vị lão đại quân đội này xác nhận đây là là do ông cụ tự mình gọi điện thoại tới lập tức mỉm cười đồng ý liên tục nói không có vấn đề trong các vị nguyên lão hiện tại này Tiêu lão gia tử luôn kiềm chế để bản thân khỏi nổi danh, rất ít lấy việc cá nhân mà làm phiền tổ chức. Việc này có lẽ là đề xuất đầu tiên của ông với tổ chức. gạch chéo gạch chéo taiouyencuati.net Một ông già được bệnh viện tuyên bố là bệnh tình nguy kịch, vậy mà bỗng nhiên đêm khuya gọi điện thoại cho người khác, chuyện này thật sự làm cho người không thể tin nổi, đừng nói chỉ nhờ gã sắp xếp một chuyến chuyên cơ, cho dù là yêu cầu khó hơn nữa, gã cũng phải nghĩ biện pháp để thực hiện sức khỏe ông cụ bỗng nhiên bất an, cái tin tức kinh người này nhanh như gió được truyền khắp thành phố đến các vùng hẻo lánh. Có người hoan hô nhảy nhót, có người nổi trận lôi đình, có người ngây ra như phóng, có người trong lòng mừng thầm. Quả nhiên là có nhà vui mừng, có nhà buồn. Một đêm nay, bao gồm điện thoại phòng phó viện trưởng Ninh, điện thoại của mỗi một vị chuyên gia tổ chữa bệnh của bệnh viện tổng hợp đều không ngừng vang lên, ầm ý suốt cả một buổi tối, căn bản không thể ngủ nổi. Ảo thuật này làm như thế nào vậy, thật làm cho người ta khó hiểu. Kỳ thật không cần nói đến các chính khách đương quyền, cho dù phó viện trưởng và các chuyên gia chữa bệnh, cũng là một đám không ngừng oán thầm, ông cụ à, ngài muốn làm gì đây? Năm trước vừa chơi một cú khởi tử hồi sinh, hiện nay vẫn chưa tới một năm, lại chơi thêm một lần nữa. Lão làm như vậy, còn muốn để cho những kẻ học y như chúng tôi sống nữa hay không? Tuy rằng Phó Viện trưởng Ninh có mối quan hệ đặc biệt với Tiêu Phàm, đối với cái gọi là trung y thuật của tiêu phàm có nhiều nhận thức mới, nhưng loại kỳ thích này lại tiếp tục phát sinh lần nữa, đã làm cho phó viện trưởng Ninh có chút không thể tiếp nhận được. Nên giáo dục chuyên ngành mà ông ta tiếp nhận nhiều năm như vậy, kinh nghiệm lâm sàng xuất nhập quá lớn. Việc sức khỏe ông cụ lại chuyển nguy thành an, đối với danh dự y học của phó viện trưởng Ninh lại là một sự bức phá lớn, nhưng phó viện trưởng Ninh là một người cẩn thận, nghiêm túc, là phần tử trí thức chân chính, ông thà rằng không cần loại danh dự hữu danh vô thực này, cũng rất muốn làm rõ nguyên nhân tồn tại bên trong. Để một vị y học gia lớn tin tưởng chuyện, nghịch thiên cải mệnh, như vậy, thật sự quá khó khăn. Đêm khuya, một chiếc xe ben được hai chiếc xe con màu đen hộ tống. Chạy thẳng vun vút ra sân bay quân dụng nằm ở ngoại ô. Đối với thái độ cây ếch yêu ta ép sợ của những kẻ quân đội đương quyền, tiêu phàm không còn tâm tư để ý tới, hiện tại điều duy nhất hắn muốn chính là phải đi thật nhanh nhất định trong thời gian ngắn nhất đưa Tân Lâm về tổng đàn thất diệu cung. Vì thế, tiêu phàm không ngại trực tiếp đi cầu xin ông cụ, nhờ ông cụ ra chỉ thị cho đại lão quân đội cấp dưới, để nhờ một chuyến chuyên cơ. Động tác quân đội quả nhiên vô cùng nhanh, tiêu phàm chưa đi tới sân bay, một chiếc máy bay quân dụng đã đợi mệnh ở phi trường, động cơ ầm ầm nhân viên đội bay và đài quan sát đều đã làm xong tất cả các công tác chuẩn bị trước khi cất cánh. Một gã thiếu tá mang theo hai gã chiến sĩ, đứng lặng chờ ở lối vào phi trường. Là trưởng phòng tiêu sao? Mercedes Ben chậm rãi dừng lại ở lối vào, thiếu tá chạy bộ tiến lên, giơ tay cúi chào, hỏi. Tiêu phàm gật đầu, không có hé răng, tân lâm co giúp ở trong lòng ngực của hắn, vẫn không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Gã thiếu tá cũng không hỏi nhiều, đã hơn nửa đêm còn muốn sử dụng máy bay, nhất định là có việc quan trọng. Bí mật như vậy, vẫn nên ít hỏi thăm chút thì tốt hơn biết nhiều cũng không phải chuyện tốt, làm không tốt sẽ rước hỏa vào thân. Chiếc Mercedes-Benz được trực tiếp lái vào đường băng sân bay, lập tức tiến vào khoang bụng máy bay. Quân cơ lập tức cất cánh, ở trong trời đêm mờ mịt, bay nhanh về phía đông nam. Trong buồng máy bay, không khí vô cùng nặng nề, tiêu phàm vẫn ôm chặt tân lâm, hạo nhiên chính khí cuồn cuộn không ngừng chuyển vào trong cơ thể của tân lâm, duy trì sức sống cho cô. Cabin dưới ánh đèn lờ mờ, Sắc mặt của Tiêu Phàm cũng giống như Tân Lâm, không có chút huyết sắc nào. Bọn lục cô rõ ràng cảm giác thấy chân khí trên người Tiêu Phàm không đủ, tinh nguyên mất đi đặc biệt nhanh. Tiêu Phàm ôm Tân Lâm tiến vào tầng hầm ngầm trước và sau, gần như là là hai người. Không hề nghi ngờ gì nữa, vì cứu Tân Lâm, Tiêu Phàm đã dốc hết toàn lực. Chỉ có điều trong lúc này, ai cũng không tiện mở miệng hỏi thăm. Bởi vì bị thương khi chiến đấu, sắc mặt bọn lục cô cũng không tốt nhưng vẫn lấy tinh thần an ủi Tiêu Phàm. Tiêu chân nhân, chỉ cần có thể kịp thời về tổng đàn, có bảo mệnh phù, thiếu chủ nhất định không có việc gì đâu, anh cứ yên tâm đi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, vẫn không nói một lời. Về chuyện bảo mệnh phù, Tân Lâm đã từng nói qua với hắn, đây cũng là nguyên nhân vì sao Tiêu Phàm hướng nhiều thế hệ tổ sư cầu nguyện, nguyện lấy chân nguyên bản mạng, huyết mạch căn nguyên đổi lấy tuổi thọ một ngày một đêm cho Tân Lâm. Chẳng qua lòng đang bị hoảng loạn, bảo mệnh phù thất diệu cung, tiêu phàm chỉ là nghe nói qua, chưa từng chứng kiến, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Tính mệnh tân lâm như ngàn cân treo sợi tóc, không tự mình nhìn thấy cô chuyển nguy thành an, tiêu phàm vẫn luôn lo lắng, bất kể như thế nào đều không an tâm một chút. Mùa hạ, mặt trời lên tương đối sớm. Hơn 2 giờ sau, chiếc phi cơ quân dụng đã vững vàng đáp xuống sân bay nào đó ở Hoa Đông. Ánh bình minh chiếu sáng đầy trời, cực kỳ xinh đẹp, mỹ lệ. Mercedes bên từ dưới khoang máy bay trực tiếp chạy nhanh ra, do một nữ đệ tử của thất diệu cung tên là Lê Nhi Lái, lập tức chạy nhanh ra khỏi sân bay, hướng về phía đông nam. Tiêu phàm đem tân lâm đặt ở trong lòng ngực của mình, tay trái ôm eo cô, tay phải cầm thật chặt tay trái của cô, kề sát bên tai của cô, mỉm cười nói. Tân Nhi, sắp đến nhà rồi, mau nhìn, cảnh sát rất quen thuộc này đi. Cảng sát Giang Nam, cây cao bóng cả, quả nhiên rất khác biệt so với phong cảnh phương Bắc. Tân Lâm miễn cưỡng gượng cười, ánh mắt đã có chút thần thái. Tiêu phàm đã cho cô ăn đan dược chữa thương có hiệu quả gây tê, lại lấy chế huyệt thuật đóng kín các kinh mạch, huyệt vị của cô, Tân Lâm một chút cũng không cảm thấy được đau đớn, chỉ có điều toàn thân mệt mỏi, lười biếng, ngay cả một đầu ngón tay cũng không muốn nâng lên. Cứ như vậy co do ở trong lồng ngực tiêu phàm, trong lòng cũng là không nói ra được bình an vui sướng. Chỉ cần có tiêu phàm ở bên cạnh, cái gì cô cũng không sợ. Lại hơn 2 giờ đã trôi qua, chiếc Mercedes men dọc theo đường cao tốc chạy qua một thành phố nhỏ, chuyển lên một quốc lộ uốn lượn quanh núi. Quốc lộ trong núi này tuy rằng không rộng, nhưng tiêu chuẩn kiến tạo lại không kém, toàn bộ mặt đường đều trải nhựa đường, từ một đường sông xây dựng nên, uốn lượn, ngoài cửa sổ phong cảnh cực kỳ hữu tình. Lái xe Lê Nhi liền thấp giọng hướng Tiêu Phàm giải thích, trên sườn ngọn núi này có xây dựng một hồ chứa nước lớn tên là Hồ Quang Minh, Tổng đàn thất diệu cung được xây dựng ở phía trên một ngọn núi giữa hồ Quang Minh, tên là núi Lão Quân. Hồ chứa nước Quang Minh là sản phẩm thủy lợi nông nghiệp được đại tu vào những năm 60. Chương 424, Viên sư tỷ. Tổng đàn thất diệu cung khai phái trên núi Lão Quân Sơn đã được hơn ngàn năm, gần mấy chục năm nay biến thành một hòn đảo. Đối với bên ngoài, Tổng đàn thất diệu cung giống như người ở miền núi, gần như có rất ít người biết đến người dân ở trên núi Lão Quân đều là người hái thuốc làm ruộng sinh sống, nhưng không ngờ đa số bọn họ đều là cao thủ tuyệt kỹ, hơn nữa còn là một môn phái giang hồ cực kỳ thần bí. Dù sao ngày nay cũng là xã hội thông tin, môn phái giang hồ, loại sự tình này thật sự quá xa vời đại chúng. Chính quyền địa phương, bất kể trước kia là Quang Minh Công xã, Quang Minh xã, hay bây giờ là Văn phòng Quản lý Hồ chứa nước Quang Minh, đều rất khách khí đối với những người trên núi Lão Quân, trên cơ bản hoàn toàn không can thiệp tới các sự việc trong núi Lão Quân. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, mỗi một vị tân lãnh đạo nhậm chức đều nhận được điện thoại chỉ thị từ cấp trên, yêu cầu chiếu cố nhiều hơn đến người trên núi Lão Quân, nếu không cần thiết thì không cần can thiệp vào sinh hoạt hàng ngày và sự việc bên trong núi của bọn họ. Về phần tại sao có thể như vậy, nguyên nhân cũng giống nhau. Núi Lão Quân có mấy cô lấy chồng tha hương, hiện giờ đều là phu nhân của các vị đại lãnh đạo thậm chí trong đó có một cô còn làm quan lớn cấp thứ trưởng, tay cầm quyền cao, không cần nói đến lãnh đạo ở xã ở huyện, cho dù lãnh đạo ở thành phố, tỉnh cũng không dám làm ra chuyện có lỗi. Nghe nói ít năm trước đây, ở thành phố đã từng có lãnh đạo đề nghị muốn khai thác hồ Quang Minh, phát triển kiến thiết này thành khu du lịch, góp một viên gạch vào nền kinh tế địa phương. Kết quả cái chương trình nghị sự này ở hội nghị thường ủy thành ủy thông qua không bao lâu, lại bị cấp trên phủ quyết mạnh mẽ một vị đầu sỏ ở tỉnh đã chỉ thị, vì bảo hộ nguồn nước của Hồ Quang Minh, việc này bị hủy bỏ, không đề nghị lại nữa. Vị lãnh đạo đề nghị muốn biến Hồ Quang Minh thành khu du lịch kia, lập tức bị điều chuyển đến một cơ quan trực thuộc tỉnh nào đó làm chức phó, trực tiếp ngồi ghế lạnh. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của hội phu nhân là lớn cỡ nào. Từ đó về sau, Hồ Quang Minh gần như liền biến thành vùng cấm, không ai dám có ý kiến gì với nó có chỗ sửa vững chắc như vậy, hơn nữa vị trí núi lão quân lại thâm sâu, trong hồ, ra vào không tiện, lãnh đạo huyện xã, ai ăn no dối việc muốn đi tìm phiền toái chứ. Cũng may cấp trên hàng năm đều có tiền quyên góp, nên người trên núi lão quân cũng không yêu cầu chính phủ cơ sở trợ cấp cho họ, họ đều tự cung tự cấp, các cán bộ cơ sở cũng mừng rỡ ngồi mắt ăn bát vàng, mọi việc không hỏi đến. Chiếc Mercedes-Benz dừng lại ở bến đỗ bên hồ. Tiêu Phạm ôm Tân Lâm xuống xe. Tân Lâm vóc dáng cao gầy thon thả, Tiêu Phàm đem cô ôm vào trong ngực, cũng không tốn sức chút nào, tựa như ôm trẻ con. Tiêu Phàm đứng ở bến đỗ, trông về núi Lão Quân giữa hồ phía xa, khẽ gật đầu một cái, nói: "Quả nhiên là một vùng đất phong thủy tốt." Từ góc độ phong thủy mà nói, vùng núi Lão Quân rất có thế đứng. Khó trách từ ngàn năm nay, Thất Diệu cung kế thừa không dứt, hưng thịnh khác lạ. Hơn nữa, từ đây đi vào hồ Tiêu Phàm có thể cảm nhận được nơi đây tràn đầy thiên địa linh khí. Cái gọi là thiên địa linh khí là ngôn từ xưng hô của đám thuật sư. Thuật pháp tu luyện là nơi có thiên địa linh khí càng dày đặc càng tốt. Thất Diệu Cung là kế thừa giang hồ, không phải kế thừa thuật pháp. Tuy nhiên ở đây thiên địa linh khí nồng đậm, nếu làm chỗ luyện tập võ thuật, đương nhiên rất có ích. Hơn nữa, Tiêu Phàm luôn cho rằng Thất Diệu Cung chỉ sợ không đơn thuần là kế thừa giang hồ, tuyệt kỹ lớn nhất của Thất Diệu Cung chính là trường sinh thuật mà trường sinh thuật thuộc phạm trù huyền học, không liên quan đến võ học. Đương nhiên, trường sinh thuật của thất diệu cung đã thất truyền từ lâu, mấy trăm năm qua, thất diệu cung trên thực tế chỉ còn lại có lục đại tuyệt kỹ, cũng biến thành ý nghĩa kế thừa giang hồ chân chính, đã không liên quan đến thuật pháp huyền học nữa. Lập tức mọi người cùng nhau bước lên một chiếc xuồng máy, tiếng mô tơ nổ vang, thẳng tiến về núi Lão Quân giữa hồ. Loại xuồng máy giản dị này, động cơ chạy bằng dầu ma rút, tạp âm kinh người, dù tiêu chân nhân định lực hơi tệ, cũng không khỏi nhíu mày. Hắn không phải sợ mình bị làm ồn, hắn là sợ làm phiền đến Tân Lâm. Dường như biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, Tân Lâm miễn cưỡng cười, hướng về hắn khẽ lắc đầu, ra hiệu bản thân mình không sao. Tiêu phàm cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn cô. Tân Lâm cong ngón trỏ bên trái, vẽ một đường vòng vào lòng bàn tay hắn một chút. Núi Lão Quân nằm ở giữa hồ chứa nước Quang Minh, xuồng máy đi hết 30 phút, mới đến chân núi. Hơn nữa bến đậu chỗ này hẳn đã là sườn núi, nửa phần bên dưới núi Lão Quân đã hoàn toàn bị hồ nước bao phủ, tuy nhiên vẫn có hơn 10.000 10 mét, cao ngất sừng sững ở trong hồ lớn. Một đường mòn trải đá phiến, uốn lượn đi lên, thâm nhập vào trong núi. Trên ngọn núi, cây rừng tươi tốt, giữa vô số bóng cây, ngẫu nhiên hiện ra không ít phòng ốc tường đỏ ngói xanh. Trong đó không ít đều là kết cấu xi măng hiện đại. Dù sao thời đại bất đồng, không có khả năng nhà cửa cao lớn lộng lẫy, giường cột chạm trổ. Thật nếu như vậy, cho dù thành phố không đem, Hồ Quang Minh, biến thành khu du lịch thì cũng sẽ có không ít du khách nghe danh mà đến, quấy rầy sự thanh tu của chư vị cao nhân thất diệu cung. Có lẽ xuất phát từ phương diện này, hình thức những kiến trúc này đều khá quê mùa, một chút cũng không khiến người khác thấy hứng thú. Vừa bước lên núi Lão Quân, đám người Lê Nhi đều có vẻ hết sức kích động, xoay người nói với Tân Lâm. Thiếu chủ, đến nhà rồi sáu người các cô cùng đi theo Tân Lâm, rời khỏi núi Lão Quân tới chỉ thủy quan hầu hạ tiêu phàm, thấm thoát đã bốn năm. Mặc dù, tiêu phàm cũng không phải loại người, đàn ông thối, làm người ta chán ghét, lại càng chưa từng lên mặt ở trước mặt các cô, khách và chủ vừa lòng. Nhưng rời nhà bốn năm, chợt bước trên mảnh đất quê hương mình, hưng phấn trong lòng kích động, cảm thấy khó mà nói nên lời. Đi thôi, giờ khắc này, tiêu phàm chẳng còn lòng dạ nào ngắm nhìn phong cảnh núi Lão Quân, chỉ muốn đến tổng đàn thất diệu cung thật nhanh. Lập tức chúng nữ vây quanh tiêu phàm, dọc từ con đường đá xanh đã rêu phong, nơi rừng sâu núi thẳm, mây núi che phủ, những bóng người bị đám sương bao quanh lúc ẩn lúc hiện. Vù, vù, mới đi lên trên núi được chừng 20 mét, vừa rẽ qua một khúc cua, hoàn toàn không có chút báo động nào trước, hai cung tên đen thui bỗng nhiên từ cành cây bên đường bắn ra, thẳng hướng tiêu phàm phóng mà lao tới, lực đạo mạnh mẽ khác thường đường mòn trong núi này cực kỳ nhỏ hẹp gần như chỉ có thể đứng một người hai người giao nhau nhất định phải nghiêng người lách qua trên đường nhỏ này dù tránh né hay xê dịch đều rất khó tiêu phàm không né tránh cứ ôm tân lâm như vậy ánh mắt cũng không nháy mắt một chút lập tức đi về phía trước ngay cả tư thế cũng chưa từng thay đổi hai cung tên lướt qua hai bên má của hắn bay đi trong nháy mắt khi cung tên bay vụt về phía hắn tiêu phàm đã đoán được quỹ đạo của cung tên người phóng tên rõ ràng chỉ là cảnh cáo, không có ý muốn đả thương người khác. Nếu đã như thế, cần gì phải né tránh? Đương nhiên, nếu là người bình thường, nhất định sẽ hoảng sợ mà tìm cách né tránh, ngược lại sẽ làm thân thể của mình bị thương. Chỉ có điều thế tới của cung tên rất nhanh, người thường dù có thể phát hiện, cũng không có thời gian để phản ứng kịp. Chờ khi phản ứng kịp, thì cung tên cũng sớm đã bay đi. Đứng lại, bóng người trượt lóe, một cô gái thân mặc quần áo màu đen, từ một thân cây bên đường nhảy xuống, đứng ở giữa đường mòn, bộ ngực sữa cao ngất, mắt phượng trợn lên, nổi giận đùng đùng quát. Trong tay cầm một khối cung tên đen thùi sáng bóng, phía trên cung cũng đã đặt sẵn hai mũi tên đen bóng. Tay này thật là cừ, không phải cái loại ở trên mạng bán hàng giả gạt người. Viên sư tỷ là chúng tôi, tôi là Lê Nhi. Không đợi tiêu phàm mở miệng, Lê Nhi theo sát phía sau bỗng kêu lên, giọng điệu vừa vui sướng lại hơi có ý trách cứ. Cô bước đi ở sau lưng tiêu phàm, hai mũi tên vừa rồi thiếu chút nữa đã làm bị thương cô. Lê Nhi là một trong các đệ tử hạch tâm của thất diệu cung, cũng biết viên sư tỷ chấn thủ nơi đây chỉ là phụng mệnh làm việc. Tuy nhiên các cô đi ở phía sau, viên sư tỷ hẳn là thấy rất rõ mới đúng chứ, tại sao chưa hỏi rõ ràng đã bắn ra hai mũi tên. Tuy rằng mang ý cảnh cáo, nhưng các cô ở phía sau tiêu phàm, rất có thể bị mũi tên làm bị thương. Lực đạo mạnh mẽ của cung tên bằng thép này, Lê Nhi các cô đều hiểu rất rõ. Nếu bị bắn trúng trong cự ly gần, lực sát thương so với súng lục còn mạnh hơn nhiều, một mũi tên có thể bắn thủng người đều là chuyện thường. Tôi biết cô là Lê Nhi, nhưng hắn là ai vậy? Viên sư tỷ cũng không có vui sướng khi gặp lại các đồng môn sư muội xa cách từ lâu, cô ta vẫn xa sầm mặt, hung hăng nhìn chằm chằm tiêu phàm, hỏi. chương 425, Thanh Loan Cung Thủ 1 Vị viên sư tỷ này diện mạo cũng không tồi, rất có tư sắc, dáng người cũng có chỗ nổi lõm cần thiết, vô cùng mê người, chính là tính cách quá lạnh lùng, thậm chí so với tính cách của Tân Lâm còn lạnh hơn 3 phần, lại nhiều thêm vài phần sát khí, làm người ta vừa thấy trong lòng liền ớn lạnh. Viên cô nương, tại hạ là Tiêu Phàm, trưởng giáo thứ 64 của Vô Cực môn, có việc gấp cầu kiến Thanh Loan cung chủ, mời viên cô nương giúp đỡ. Tiêu Phàm ôm Tân Lâm, ở trên đường núi nhỏ, vươn người đứng thẳng, cao giọng nói: vô cực môn rất giỏi sao, trưởng giáo rất giỏi sao, nơi này là thất diệu cung, không chào đón người của vô cực môn. Viên sư tỷ lạnh lùng nói, không mang theo chút lo lắng. Từ khi tiêu phàm đi vào giới giang hồ tới nay, rất ít khi đụng phải người không xem vô cực môn ra làm sao. Không đợi tiêu phàm mở miệng thêm, Lê Nhi đã kêu to lên. Viên sư tỷ, chị thấy rõ rồi, đây là thiếu chủ. Thiếu chủ bị thương, nhất định phải lập tức lên núi đi gặp cung chủ viên sư tỷ này làm người vốn là vô cùng nghiêm khắc, điều này Lê Nhi các cô đều biết rõ, chỉ có điều không ngờ tới ngay cả việc thiếu chủ bị thương như vậy, viên sư tỷ cũng dường như không nhìn thấy. Đây cũng quá đáng quá. Tôi biết đây là thiếu chủ, thiếu chủ trở về nhà, mọi người chúng ta đều hoan nghênh. Các cô có thể mang thiếu chủ lập tức lên núi đi gặp cung chủ, nhưng người đàn ông của vô cực môn này không được lên núi, đây là quy củ do lão tổ tông định ra, ai cũng không ngoại lệ. Tỷ Lê Nhi lập tức tức giận đến mở to hai mắt nhìn, sau một lúc lâu nói không ra lời. Tiêu Phàm hai hàng lông mày hơi nhăn lại, chậm rãi nói: "Viên cô nương, tôi rất tôn trọng quy củ của Thất Diệu cung. Nhưng hôm nay, bất kể là quy củ gì, đều phải có ngoại lệ. Tôi nhất định phải lên núi, tôi nói cho cô biết, tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi Tân Nhi." "Tốt, vậy ngươi thử xem." Viên sư tỷ không chút khách khí, cung tên màu đen trong tay giơ lên, thẳng tắp chỉ hướng tiêu phàm, cười lạnh nói. Tiêu phàm gật gật đầu, rốt cuộc không kêu lên một tiếng, ôm tân lâm, bước đi về phía trước, đối với cung tên của viên sư tỷ dường như không thấy. Đứng lại, viên sư tỷ lại hét lớn một tiếng, không kìm lòng nổi lui về sau hai bước, cánh tay dương cung run nhẹ nhẹ một chút. Tiêu phàm không liếc nhìn cô một cái, thân mình lách qua một bên, liền từ từ đi tới bên người cô. Viên sư tỷ cắn răng một cái, dẫm chân, bất chấp tất cả, bóp thiết răng của cung tên, bỗng nhiên thấy hoa mắt, một trận đau đớn chuyển đến trên cổ tay, ngay sau đó, cung tên đã nằm trong tay tiêu phàm, cánh tay phải của viên sư tỷ mềm nhũn rũ xuống, nâng lên không nổi. Không khỏi mặt mày thất sắc, tiêu phàm giơ cung tên lên, hướng về xa vạn thiết răng, hai mũi tên đen thùi bay ra ngoài, trong giây lát không thấy bóng dáng đâu nữa. Viên cô nương, đắc tội. Tiêu phàm hạ giọng nói. Viên sư tỷ cảm thấy trong tay hơi nặng, cung tên đã trở về trong tay cô, lập tức sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn tiêu phàm, giống như nhìn một đầu quái thú. Cô thậm chí ngay cả tiêu phàm xuất thủ thế nào đều không thấy rõ. Huống chi, tiêu phàm một tay ôm chặt tân lâm, thời điểm ra tay đoạt cung tên của cô, tân lâm vẫn tựa vào trong lòng ngực của hắn, không có nửa điểm dịch chuyển. Từ đầu đến cuối, tân lâm đều không có mở miệng nói chuyện. Lại càng không vì vội vã lên núi, mà, gian dậy, viên sư tỷ Đối với tiêu phàm, Tân Lâm rất tin tưởng. Tiêu Phàm đã sớm giải quyết xong vấn đề. Đoàn người vượt qua Viên sư tỷ đang ngây người tại chỗ, tiếp tục lên núi. Lê Nhi khóe miệng hiện lên một tia cười sảng khoái. Vị Viên sư tỷ này ngày bình thường quá mức cố chấp, Lê Nhi các cô ai cũng không thích cô ta. Cô ta là đệ tử Hạch Tâm, võ nghệ cao cường, bọn Lê Nhi chỉ có thể, không thể trêu chọc được thì trốn tránh, mắt thấy cô bị Tiêu Phàm giáo huấn, tự nhiên lòng mang vui sướng. Mắt thấy đám người Tiêu Phàm càng lúc càng xa, viên sư tỷ mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt chướng đến đỏ bừng, lập tức rất nhanh giao động bánh răng trượt của cung tên, cổ tay lật ngược, lại là hai mũi tên đen nằm sẵn ở cung tên, nâng lên chỉ hướng bóng lưng của Tiêu Phàm, ngón tay cài ở thiết răng, chậm chạp không vặn đi xuống. Nhìn thấy đám người Tiêu Phàm lại đi qua một ngã rẽ, sau đó không nhìn thấy nữa, lúc này mới dẫm chân thật mạnh, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài bén nhọn, thanh âm chấn động tận trời đi lên tổng đàn thất diệu cung, cô cũng không phải là người bảo vệ duy nhất. Núi Lão Quân bị nước hồ che mất một nửa, chỉ lộ ra một nửa phía trên mặt nước, độ cao cũng không phải là cao lắm, cùng lắm cũng chỉ 100 mét. Nhưng trên đỉnh núi 100 mét đó thấp thoáng rừng cây um tùm xanh tốt. Trong rừng cây, đá xanh trải thành những con đường nhỏ thông suốt bốn phương, thỉnh thoảng có thể từ sườn núi nhìn thấy mấy căn phòng ngói kiểu dáng thổ khí, sân nhà nông, gà gáy chó sủa, một mảnh phong cảnh rất yên tĩnh, Người ngoài chỉ biết rằng gạo, lá trà và dược liệu của người miền núi lão quân này rất có giá trị. Bởi đây không phải là khu du lịch, những con đường mòn nhỏ này không có khả năng chỉ đường, người thường tới nơi này nhất định sẽ bị đường mòn như mạng nhện này làm cho đầu óc choáng váng, cả ngày cũng không thể leo được lên đỉnh núi. Tiêu Phàm bước nhanh về phía trước, vốn không cần đám người lê nhi nhắc nhở, hắn cũng không đi nhầm một lối dễ nào đám người lê nhi đã thấy phòng hộ pháp trận của chỉ thủy quan đối với cái này không chút lưu tâm so sánh với phòng hộ pháp trận của chỉ thủy quan mà nói thì mê cung núi lão quân này chưa là gì xa xa một hộ nông gia ngói đỏ thắm hiện ra tọa lạc ngay trên một mảnh đất bằng trong núi đường mòn đá xanh trực tiếp thông tới một hộ nông gia dường như con đường nhỏ này là đặc biệt xây dựng cho hộ nông gia này cửa tiểu viện có một bà lão bộ dạng uể oải ngồi trên ghế Trưởng trúc trong tay dựng thẳng tay khác cầm một nắm hạt dưa từ từ thưởng thức vẻ mặt rất dương dương tự đắc bên chân lão bà bà là một chú gà mái dẫn theo đàn gà con đang đi kiếm ăn líu ríu rất náo nhiệt dưới vòi nước cách đó không xa có hai người phụ nữ đang giặt quần áo vừa cười vừa nói nông thôn phong quan náo nhiệt phong cảnh núi non đẹp đẽ làm cho người ta vừa thấy liền tinh thần thoải mái suy gờ xứ y, g y g thoát tục tiêu phàm ôm tân lâm đi nhanh tới hai mắt đục ngầu của lão bà bà chậm rãi nhìn sang, ánh mắt rơi trên khuôn mặt của Tân Lâm, ngay lúc đó, tinh quang bắn ra bốn phía, sắc bén như đao. Đám người lê nhi ở phía xa đứng vững, hai tay buông thóng, bộ dạng sẵn sàng phục tùng, thở mạnh cũng không dám, ngẩng đầu liếc lão bà bà một cái. Dường như lão bà bà này chính là một yêu quái sơn tiêu, chỉ cần nhìn một cái, ngay lập tức đối phương sẽ bị câu hồn đoạt phách, vĩnh viễn bị đẩy dưới địa ngục luân hồi. Tiêu chân nhân ư, Thấy Tiêu Phàm tới gần, lão bà bà chống trượng trúc, run rẩy đứng dậy, lưng còng còng, ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm, chậm rãi hỏi. Điểm khác và điểm duy nhất không giống với những lão bà khác trong thôn chính là hàm răng của lão bà bà này rất đều đặn, trắng bóng như mới. Đương nhiên, còn một điểm đặc biệt nữa là bà lão này rất đạt chuẩn diễn viên. Ngay cả Tiêu Phàm là người thủ đô chính thống cũng không thể tìm ra một khuyết điểm của bà. Tiêu Phàm ôm Tân Lâm, khom người thật sâu, cao giọng nói: Bà bà, thật không dám nhận, ta chính là tiêu phàm, xin được cầu kiến thanh loan cung chủ. Tiêu chân nhân, cung chủ đã sớm tính tới chuyện này, ta cũng biết thánh nữ có kiếp ngày hôm nay. Nếu tiêu chân nhân đưa tân nhi tới tận nơi này cũng coi như người đã tận chức tận trách. Bây giờ xin hãy giao thánh nữ cho chúng tôi, sau đó mời tiêu chân nhân xuống núi. Lão bà bà này nhìn qua vô cùng hiền lành phúc hậu, không ngờ vừa nhìn thấy mặt đã hạ lệnh đuổi khách, không có nửa phần khách khí. Tiêu phàm quả quyết lắc đầu, trầm giọng nói. Mong bà bà thứ lỗi, ta nhất định phải gặp được thanh loan cung chủ, ta nhất định phải tận tay giao tân nhi cho bà ấy. Nếu không ta sẽ vô cùng lo lắng. Tinh quang từ đôi mắt đục ngầu của lão bà bà lại phóng ra, lạnh lùng nói. Tiêu chân nhân, nam tử thế gian, vô tình bạc bẽo, tiêu chân nhân cũng không ngoại lệ. Không cần ở đây đóng kịch giả vờ giả vịt, nếu không tân nhi cũng sẽ không phải chịu tổn thương nặng như vậy món nợ này chúng ta từ từ tính, tiêu chân nhân, thời gian quý giá, không nên tiếp tục trì hoãn nữa. Nói xong, trượng trúc trong tay lão bà bà nện thật mạnh lên mặt đất. Một thanh âm, rắc rắc, vang lên, chiếc bàn đá xanh vô cùng vững chắc lập tức chia năm xẻ bảy. Nội lực của lão bà bà này không ngờ lại cao thâm như vậy, quả là một đại cao thủ giấu tài. Audio điện tử võ tấn bền chương 426 Thanh Loan Cung Thủ 2 hai phụ nữ trung niên đang giặt quần áo ở bên kia cũng lập tức buông quần áo đi nhanh tới đứng phía sau lão bà bà không ai lộ ra vẻ yếu kém hai thôn phụ mới rồi nhìn bình thường không thể bình thường hơn giờ phút này lại eo đứng thẳng lập tức vững như núi cao uy thế bức người hoa bà bà ta ta bị thương không trách tiêu phàm để anh ấy đi gặp sư phụ mắt thấy hoa bà bà hung hổ tân lâm rốt cục cũng ngẩng đầu lên nhẹ nhàng giải thích một câu xin thánh nữ thứ lỗi đỉnh lão quân không thể để cho nam tử xa lạ đặt chân nửa bước, đây là quy củ nhiều năm truyền xuống của lão tổ tông, không thể bị hư trong tay lão thái bà này. Xin thứ cho lão bà bà này không thể phụng mệnh. Hoa bà bà nghe vậy vái một cái, lời nói chắc như đinh đóng cột, không có nửa điểm cứu vãn. Hai hàng lông mày của tân lâm hơi nhăn lại, dường như không biết nói thế nào. Tiêu chân nhân, thánh nữ không thể trì hoãn thêm được nữa, mời ngươi lập tức giao người. Hoa bà bà nhìn Tân Lâm co rút trong ngực tiêu phàm, vẻ mặt rất không hài lòng, dường như vô cùng không thích quan hệ thân mật giữa Tân Nhi và tiêu phàm. Không biết do nguyên nhân gì, từ xưa tương truyền lại, nữ đệ tử thất diệu cung đều rất phản cảm với nam nhân. Tân Lâm là thánh nữ thất diệu cung, là cung chủ thuận vị kế thừa đầu tiên, thân phận tôn kính nhường nào, không ngờ lại bị một nam nhân trẻ tuổi ôm trước mặt mọi người. Tuy rằng nguyên nhân là bị trọng thương, nhưng vẫn khiến hoa bà bà vô cùng không vui hai nữ tử trung niên cũng lộ ra binh khí, như hổ rình mồi nhìn thẳng tiêu phàm, dường như chỉ cần hoa bà bà ra lệnh một tiếng là sẽ đồng loạt ra tay, cưỡng đoạt lấy thánh nữ. Tinh quang trong mắt tiêu phàm chợt lóe lộ rõ vẻ kiên quyết. Hoa bà bà, xin đắc tội. Hừ, chẳng lẽ người muốn động thủ sao? Trượng trúc trong tay hoa bà bà được nâng lên, một cổ hơi thở kinh người đập vào mặt. Không hề nghi ngờ vị lão bà thất tuần này là cao thủ đứng đầu khó gặp, nếu không sẽ không chỉ có mình bà đi chấn chạm kiểm soát thông tới tổng đàn thất diệu cung. Bỗng nhiên lúc đó, tiêu phàm ngẩng đầu lên, từng tiếng rít gào trong miệng hắn phát ra. Tiếng gào rít vừa dứt lại không vang dội, lập tức càng rút càng cao, trong giây lát, như tiếng rồng gầm hổ giống, chấn động cả sơn cốc, bao phủ toàn bộ ngọn núi lão quân. Đám người lê nhi không kịp chuẩn bị, không thể ngăn cản nổi, không ngừng bịt lại lỗ tai, vẻ mặt toát lên sự thống khổ. Hoa bà bà và hai phụ nữ trung niên dù sao cũng không giống người thường, phản ứng cực nhanh, đồng loạt phát hiện ra tình huống có chút không đúng, lập tức để khởi khí đan điền, vận công ngăn cản. Tiếng huyết của tiêu phàm càng lúc càng vang dội, hai phụ nữ trung niên kia duy trì không nổi, giơ tay che lại lỗ tai, thân mình không ngừng run rẩy, trên mặt co giật không ngừng. Hoa bà bà một tay chống gậy trúc, mái tóc bạc như bị cuồng phong thổi, bay phấp phới về phía sau, thân hình vẫn vững vàng đứng đó, bất động qua nửa thời gian uống một chén trà, thân mình hoa bà bà run lên, tay còn lại nắm lấy trượng trúc. Đầu trúc trượng từ trung tâm bàn đá xanh vỡ vụn lúc trước, từng tấc đi xuống, dần xâm nhập vững chắc vào lòng đất. Viên sư tỷ đang vội vàng hướng lên đỉnh núi, nghe thấy tiếng giết gào ấy, không phòng bị, ngồi sụp xuống tại chỗ, dùng tay bịt tai lại, hai mắt mở to hoảng sợ nhìn lên đỉnh núi, vẻ mặt rất hoảng sợ. Rất rõ ràng, Tiêu Phàm vừa rồi đã hạ thủ lưu tình với cô. Nếu thực sự đối đầu động thủ, cô chỉ sợ không thể duy trì một hiệp với Tiêu Phàm. Cô gái này vốn kiêu ngạo, nhất thời có chút nản lòng thoái chí. Rắc rắc. Chiếc trượng trúc đen nhánh của hoa bà bà không biết đã dùng bao nhiêu năm, chợt hiện ra một vết rạn, mặt lão bà bà run rẩy. Lớn mật. Ngay lúc ấy, một tiếng quát tức giận từ đỉnh núi vang lên, sóng âm cuồn cuồn, lập tức chặn lại tiếng rít. Thần sắc hoa bà bà lập tức buông lỏng, gót chân lại vững vàng như cũ. Đám phụ nữ trung niên và đám người lê nhi cũng thôi co giật, thở phào một hơi. Tiêu phàm trưởng giáo vô cực môn đời 64, cầu kiến thanh loan cung chủ. Tiêu phàm thu tiếng huyết lại, chậm rãi nói, thanh âm rất trong sáng, vang trên khoảng không trên đầu mọi người, truyền ra xa xa. Tiêu phàm, người thật lớn mật, cho dù sư phụ người có ở đây cũng không dám làm càn ở núi lão quân này như vậy. Chẳng lẽ người cho rằng ngươi là vô địch thiên hạ sao? Một thanh âm của một nữ tử vô cùng uy nghiêm cuồn cuộn từ trên đỉnh núi truyền xuống, ngập tràn tức giận. Thất Diệu Cung ở núi Lão Quân đã lập hàng ngàn năm, quả thực có rất ít người dám cả gan dám bắt nạt tới cửa như vậy. Tiêu Phàm này muốn một mình áp đảo toàn bộ Thất Diệu Cung. Không dám, cung chủ là tiền bối, Tiêu Phàm không có ý định mạo phạm. Thương thế của Tân Nhi thật sự rất nặng, thứ cho Tiêu Phàm vô lễ. Hừ, Tân Nhi là đệ tử của ta, chẳng lẽ ta không quan tâm nó sao? Đỉnh lão quân không thể cho nam tử xa lạ tiến vào, đây là quy củ truyền đời mấy ngàn năm của giáo phái ta. Người ngang ngược sông tới, rõ ràng chính là ức hát yêu ta ép thất diệu cung chúng ta. Vô cực môn ở nơi khác hống hách, ta không quản, nhưng muốn khoe võ công ở đỉnh lão quân này thì ngươi tìm lầm chỗ rồi. Thanh loan cung chủ nổi giận đùng đùng nói. Thực không dám, thất diệu cung nhân tài đông đúc, tiền bối lại là cao nhân, ngay cả sư phụ ta cũng vô cùng bội phục xin tiền bối hãy lập tức cứu Tân Nhi, chỉ cần Tân Nhi không có việc gì, tiêu phàm xin nguyện hướng tiền bối nhận đòn chịu tội. Hừ, Thanh Loan cung chủ lại hừ lạnh một tiếng, thật lâu cũng không nói gì. Xin cung chủ mở lòng từ bi. Đám người Lê Nhi cố gắng đứng dậy, đồng loạt quỳ xuống, năm cái đầu cúi sát đất, giọng run run cầu khẩn. Để hắn đi lên, đỉnh núi trầm mặc trong chốc lát, Thanh Loan cung chủ trầm giọng nói. Cung chủ, hoa bà bà chấn động kêu lên bất kỳ một truyền thừa nào đều có một số người cố chấp thủ vững quy tắc từ xưa kiên quyết không chịu thay đổi trên đỉnh núi lại không một tiếng động sắc mặt hoa bà bà lập tức trở nên cực kỳ khó coi hừ lạnh một tiếng đầu nghiêng sang một bên cũng không thèm nhìn tiêu phàm lấy một cái tiêu phàm khẽ khom người ôm tân lâm đi nhanh về phía trước đẩy cửa nhỏ xương phòng bên sân nông ra bên trong có nhiều vật lẫn lộn dường như đã lâu không có người ở Tiêu phàm cũng không để ý, lập tức đi qua, một cánh cửa nhỏ khác cũng được đẩy mở ra, ẩn giấu trong một con đường mòn đá xanh nhỏ trong rừng. Tuy nhiên đi được khoảng 20 bước thì không nhìn thấy sân nông ra đâu cả, chỉ có một con đường nhỏ hướng về phía dưới, đi hơn trăm bước nữa, thì địa thế lại hướng lên trên. Không thể nghi ngờ đây mới là con đường thông tới tổng đàn thất diệu cung, người ngoài bình thường, làm sao có thể tìm được con đường bí ẩn như vậy chứ? cho dù có tìm ra, cũng phải bước qua cửa ải của hoa bà bà kia. Như vậy cũng coi như là rất khác người rồi. Tiêu phàm rốt cuộc cũng gặp được cung chủ Lâm Thanh Loan của thất diệu cung kỳ danh đương thời. Vị cung chủ Thanh Loan này nhìn qua chỉ 40 tuổi, đoan trang chu chính, trang phục một màu đen, gió núi thổi đến, tay áo tung bay, từ trên cao nhìn xuống tiêu phàm, lông mày bay vào tóc mai, mắt phượng ngậm uy, rất khác biệt so với tân lâm, thanh lịch xinh đẹp tuyệt trần vãn bối tiêu phàm bái kiến thanh loan cung chủ. Tiêu phàm hơi khom người, cao giọng nói. Theo miêu tả của Tân Lâm về sư phụ của cô, thì số tuổi thật sự của Lâm Thanh Loan không phải là 40. Do nội công thâm hậu, lại được bảo dưỡng tốt, so tuổi thật bà trẻ hơn rất nhiều. Dù là như vậy, lấy tuổi ra mà nói, Lâm Thanh Loan so với Văn Thiên còn trẻ hơn mấy chục tuổi, chứ đừng nói đánh đồng với chỉ thủy tổ sư. Tiêu phàm sương vãn bối cũng là từ Tân Lâm mà luận ra. Sư phụ, Tân Lâm mở to mắt, cố gắng kêu lên một tiếng, giấy rụa muốn xuống thi lễ với sư phụ, nhưng lại bị tiêu phàm chặt chẽ ôm lấy, làm sao mà buông ra cho được. Tân Nhi, tiêu phàm thấp giọng kêu lên. Lâm Thanh Loan hừ lạnh một tiếng, tay vung lên, hai nữ tử sau lưng bà tiến lên, mang một cái cáng vải bố tới, đi tới trước mặt tiêu phàm, không nói một lời nào. Một cô gái mặt tròn trong đó cảm thấy đối xử với đại trưởng giáo chân nhân vô cực môn như vậy là quá mức vô lễ, có chút băn khoăn cười áy náy với Tiêu Phàm, nhưng vẫn không dám nói chuyện. "Làm phiền rồi." Tiêu Phàm khách khí nói, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng đặt Tân Lâm vào trong cáng, động tác rất cẩn thận, tựa hồ sợ thương thế của Tân Lâm sẽ làm đau cô. Lâm Thanh Loan cũng không nói một lời, xoay người rời đi, cũng không liếc mắt Tiêu Phàm lấy một cái, dường như vị trưởng giáo chân nhân vô cực môn này trong mắt bà không bằng không khí. Chương 427, bảo mệnh Phù chỉ còn lại một mình thiếu phụ diện mạo thanh tú đứng nguyên tại chỗ tiêu phàm cũng không tức giận cứ đứng ở tảng đá phía trên đường mòn mắt nhìn về chiếc cáng đang khiêng tân lâm đi xa vẻ mặt rất lo lắng tiêu chân nhân thiếu phụ diện mạo thanh tú kia cười nói tiêu phàm hơi khom người về phía cô thiếu phụ hoa tín vội vàng đáp lễ hạ giọng nói tiêu chân nhân tân nhi bị thương tâm tình cung chủ không tốt nên mới không lễ nghĩa được với tiêu chân nhân tuyệt không phải là cố ý chậm trễ, xin tiêu chân nhân lượng thứ. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm. Lúc này, hắn không có tâm tư so đo mấy thứ lễ nghi phiền phức đó. Thỉnh giáo vị đại tỷ này, tôi nghe Tân Nhi nói qua về bảo mệnh phù, lúc này Tân Nhi bị thương nặng như vậy, không biết bảo mệnh phù có công hiệu thần kỳ như vậy không? Tiêu phàm hỏi, không chuyển mắt nhìn thiếu phụ hoa tín, bộ dạng vô cùng chú ý. Thiếu phụ hoa tín vô cùng tư văn hữu lễ, vội vàng nói. Tiêu chân Nhân, ta tên Lạc Nguyệt, là người phụ trách mấy việc nhỏ bên người cung chủ. Vị thiếu phụ thanh tú này kỳ thực chính là thư ký của Lâm Thanh Loan, Lâm Thanh Loan cố ý lưu lại cô tiếp đãi Tiêu Phàm. Bất luận thế nào, Tiêu Phàm cũng là trưởng giáo chân nhân vô cực môn, Lâm Thanh Loan ở lời nói có thể không khách khí, nhưng mấy cấp bậc lễ nghĩa, trung quy vẫn không thể bớt đi được. Liên quan tới bảo mệnh phù, thực ra, chỉ có nhân vật cực kỳ quan trọng thì cung chủ mới tế luyện bảo mệnh phù bảo mệnh phù nhất định phải được tế luyện từ nhỏ, nguyên chủ ít nhất phải 10 năm trở lên để bùa nhận chủ. Nói như vậy thì nếu như hàng năm ở núi lão quân này thì không cần lấy bùa xuống, có thể mang theo tùy thân. Chỉ có khi rời khỏi núi lão quân thì mới để bùa lại tổng đàn, tiếp tục cung phụng tế luyện. Tiêu chân chân hẳn biết bảo mệnh phù là nguyên khí thiên địa căn nguyên của núi lão quân. Trong trường hợp rời khỏi, chỉ cần vài ngày thôi thì tác dụng của bảo mệnh phù sẽ giảm bớt. Cho nên luyện chế và thờ cúng bùa này kỳ thực vô cùng phiền phức. Về chuyện bảo mệnh phù, Tiêu Phàm đã từng hỏi Tân Lâm rất tỉ mỉ. Luyện chế phù lục vốn là bí mật bất truyền của thuật sư. Tiêu Phàm thân là đại thuật sư, nghe nói có phù lục thần kỳ như vậy tự nhiên muốn nghiên cứu rõ ràng. Bảo mệnh phù của thất diệu cung chỉ có thể nhằm vào thương tổn, đối với bệnh tật thì không có tác dụng. Ví dụ như tình hình trước mắt của Tân Lâm bị thương tổn đe dọa, kịp thời uống bảo mệnh phù thì sẽ có hiệu quả. Nếu là bệnh nặng, sức sống đoạn tuyệt, bảo mệnh phù không thể có tác dụng được. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đây chính là một phương thức độ kiếp. Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, mánh khóe bình thường không thể lần tránh số kiếp, bệnh tử, có lẽ chỉ có đệ tử vô cực môn tu luyện tới thiên nhân cảnh mới có thể tìm tới ứng kiếp vật mà nghịch thiên cải mệnh. Mà bị thương không phải quy luật tự nhiên, mà chính là một loại kiếp khổ thông qua một chút thuật pháp là có thể thay đổi được chẳng qua loại này có thể tránh một kiếp số, bên trong thuật pháp thường được gọi là sinh kiếp. Theo Tân Lâm nói, bảo mệnh phù của thất diệu cung đều có tác dụng đối với bất cứ ai bị trọng thương, nói cách khác chính là, bất kể sinh kiếp, tử kiếp, bảo mệnh sinh phù đều không nhìn ra. Nghi vấn của tiêu phàm chính là ở mặt này. Thuật sư cải, sinh kiếp cũng không khó, chỉ cần là thuật sư có trình độ đều có cùng loại bản lĩnh. Bản lĩnh cao minh hay không còn phải xem thuật sư đó trình độ cao hay thấp nhưng vì cải tử kiếp lại gần giống với nghịch thiên cải mệnh khó khăn vô cùng lớn bảo mệnh phù của thất diệu cung lại có thể kham phá sinh tử bất kể sinh kiếp tử kiếp đều đối xử bình đẳng đối với tiêu phàm mà nói loại tình huống này vô cùng thú vị so với sở học trước kia rất trái ngược chỉ có điều tuổi tân lâm còn quá nhỏ sau khi thành tài liền tới chỉ thủy quan cùng hắn sống chung chưa thực sự thấy qua đồng môn sử dụng bảo mệnh phù dù sao luyện chế bùa vô cùng phức tạp Hiểu được phương pháp chế luyện chỉ có hai người cung chủ và thánh nữ. Luyện chế một tờ linh phù cần hao phí nửa năm tinh lực và tâm huyết. Tân Lâm cho tới giờ cũng chỉ biết lý luận phương pháp luyện chế, chưa chính thức thử qua. Đệ tử bình thường của Thất Diệu cung trên cơ bản không có cơ hội có được bảo mệnh phù cho chính mình. Sau khi bùa luyện thành, còn phải qua một đêm thờ cúng, không thể gián đoạn, mấy chục năm hàn thử chi công không phải là nhỏ. Loại bảo mệnh phù này mỗi người trung thân chỉ có thể luyện chế lấy một, một khi phục quá một lần, sẽ không luyện chế ra được tới lần thứ hai. Và lại xã hội mới ngày nay, pháp chế nghiêm mật, giang hồ tranh đấu giảm bớt, nhân vật quan trọng của thất diệu cung chủ yếu du rú trong nhà, an ổn ở núi lão quân hưởng thụ cuộc sống, không dễ dàng khiến họ ra ngoài, càng không dễ dàng cùng người khác giao thủ, thân chịu trọng thương. Bảo mệnh phù ở thất diệu cung đã dần dần trở thành một truyền thuyết. Chưa từng thấy qua hiệu quả của bảo mệnh phù, tiêu phàm từ đầu tới cuối lo lắng không yên. Lạc Nguyệt dường như biết suy nghĩ trong lòng tiêu phàm, hạ giọng nói. Từ xưa tương truyền lại rằng bảo mệnh phù vô cùng linh nghiệp, mặc thương thế có nguy hiểm cỡ nào, chỉ cần trở lại núi lão quân khi còn một hơi thở, được uống bảo mệnh phù thì tính mạng liền có thể được bảo vệ. Nói tới đây, Lạc Nguyệt trần trừ. Sự trần trừ này không thể qua mắt được tiêu phàm, lập tức nhìn cô hỏi. Lạc cô nương, bảo mệnh phù có chỗ nào không ổn sao? xin hãy nói cho ta biết. Lạc Nguyệt vội vàng cười, nói. Tiêu chân nhân hiểu nhầm rồi, bảo mệnh phù cực kỳ công hiệu, chỗ không ổn thực sự không có, chỉ cần uống bảo mệnh phù đúng lúc, tính mạng nhất định sẽ được bảo toàn. Chính là, nếu thương thế quá nặng sẽ ảnh hưởng tới sự khôi phục của những mặt khác. Lạc Nguyệt nói rất mờ mịt, nhưng tiêu phàm cơ trí như vậy làm sao không hiểu rõ ý của cô chứ? Thương thế quá nặng, uống bảo mệnh phù, mạng có thể bảo vệ, nhưng nội lực võ công có thể khôi phục như ban đầu không thì khó có thể nói được. Thậm chí còn có thể cả đời nằm trên giường, cả đời không đứng dậy nổi nữa. Tính hình như vậy cũng thường phát sinh trong mấy bệnh viện lớn. Chỉ cần người còn, những thứ khác dù có khó khăn thế nào đều có thể nghĩ ra được cách. Tiêu phàm nhẹ giọng nói ra, giọng điệu vô cùng kiên định. Tiêu chân nhân nói phải, tiêu chân nhân, cung chủ hiện tại bận quá, tạm thời không thể ra nếu tiêu chân nhân không trên núi lão quân tầm thường, mời tiêu chân nhân trước hãy ở trong núi, đợi tân nhi không sao thì cung chủ khẳng định còn đích thân tới gặp mặt với tiêu chân nhân đấy. Lạc Nguyệt khách khí nói, không xác thực được tin tức của tân lâm, tiêu phàm làm sao có thể rời khỏi núi lão quân được. Hắn kho người hướng về phía Lạc Nguyệt, nói, vậy phiền lạc cô nương. Lạc Nguyệt tự nhiên cười nói, đừng khách khí, tiêu chân nhân, mời sang bên này. Ngay lập tức, lạc nguyệt dẫn tiêu phàm đi dọc con đường đá xanh nhỏ đi thẳng về phía trước có lẽ vì gần tới đỉnh núi là trọng địa của tổng đàn thất diệu cung nên dọc đường gặp nhiều người hơn không giống như ở dưới chân núi hoang vu vắng vẻ một dấu chân cũng khó thấy giống như sở liệu của tiêu phàm dọc theo con đường có gặp người miền núi nhưng nữ chiếm đa số nam nhân rõ ràng so với nữ ít hơn ngẫu nhiên nhìn một nam nhân thì đều có bộ dạng cục mắt phục tùng trung thực không giống những nữ nhân kia Ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy tự tin. Từ ngàn năm nay, đệ tử Thất Diệu cung đều là nữ, âm thịnh dương suy. Trong môn phái, trọng nữ, thánh nữ trong giáo, cung chủ truyền thừa thuận vị thứ nhất lại đi làm vệ sĩ bên người tên, số nam nhân, đàn ông thối kia bảy năm. Nghĩ tới sự thực này khiến đại đa số đệ tử Thất Diệu cung cực kỳ bất mãn. Khó trách Tiêu Phàm vào trong núi, bất kể là viên sư tỷ hay hoa bà bà đều không thân thiện với hắn. Không biết chỉ thủy tổ sư và thanh loan cung chủ đánh của cái gì, không ngờ lại khiến thanh loan cung chủ đáp ứng điều kiện, khuất nhục như vậy. Cần phải hiểu rằng vô cực môn và thất diệu cung nhiều năm đối đầu, song phương quần chiến không biết đã bao nhiêu năm. Trực tiếp đem cung chủ, chủ bị của thất diệu cung làm vệ sĩ bên người, chuyện như vậy chỉ có chỉ thủy tổ sư làm ra được, không biết dụng ý của lão nhân ra là gì. Giống với viên tỷ tỷ, hoa bà bà, dọc đường đi đụng tới một đám nữ nhân họ đều quắc mắt nhìn tiêu phàm nhìn chừng chừng dường như ngôn ngữ không hợp, đều muốn xông lên ăn tươi nuốt sống vị công tử bột này rồi. Chỉ có lạc nguyệt khách khí với tiêu phàm. Xem ra loại khách khí này cũng chỉ là giả vờ, là yêu cầu nghề nghiệp mà thôi. Sâu trong nội tâm lạc nguyệt có lẽ còn căm hận tiêu phàm hơn cả họ. Nghĩ tới đây, tiêu phàm không khỏi cười khổ chương 428 thủ cung xa. Lạc Nguyệt dẫn Tiêu Phàm đến một ngôi nhà trệt được xây trong sân. T. Ổng đàn thất diệu cung cũng không chiếm toàn bộ đỉnh núi Lão Quân, mà lệch về bên phải đỉnh núi. Đỉnh núi không có người ở, chỗ lệch này địa thế tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho xây dựng phòng ốc, cung cấp cho người ở lại. Tất nhiên, loại tổ cư này tương đối mà nói thì hàng chục hàng trăm kiến trúc ỏ trong núi Lão Quân rậm rạp này, lốm đa lốm đốm không thu hút chút nào cả. Vì không muốn để người khác chú ý, ở phương diện này thất diệu cung đã tốn không ít công sức. Lạc Nguyệt dẫn tiêu phàm vào sân thứ hai. Gian nhà rất nhỏ, ba gian nhà trệt đều lập ngói, dụng cụ gia đình bên trong vô cùng đơn giản. Nhưng điều khiến tiêu phàm không ngờ chính là trong này lại có đầy đủ TV, Internet. Xem ra bất cứ một phái nào trong giang hồ trong khi thủ vững kế thừa thì cũng cần sánh bước cùng với thời đại. Giống như chỉ thủy quan, cũng trang bị mấy thứ đồ hiện đại như TV, máy tính, dây mạng. Tuy nhiên chỉ thủy quan nằm ở ngoại ô, núi lão quân lại ở giữa hồ, Bốn phía mênh mông sóng nước cách trở, nơi này lại là là đỉnh núi, muốn đưa những thứ này vào thì khó khăn hơn so với chỉ thủy quan. Thế lực của Thất Diệu cung ở bản địa có thể thấy được là khá nhỏ. Hai thiếu nữ gặp Lạc Nguyệt ở cửa lập tức chạy ra chào, cung kính cúi đầu làm lễ. Lạc Nguyệt khoát khoát tay về phía hai thiếu nữ đó, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Phàm, nói: "Tiêu chân nhân, tạm thời ủy khuất ngài ở đây một đêm. Ở nông thôn không thể so sánh với thủ đô lớn." có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, xin tiêu chân nhân lượng thứ. Tiêu chân nhân cần gì cứ nói với các cô nương này là được. Được, đa tạ lạc cô nương. Đối với cảnh vật tính mịch như này, tiêu phàm rất hài lòng. Lạc Nguyệt phân phó hai vị thiếu nữ kia vài câu, bảo mấy cô không được làm chậm trễ khách quý, sau đó cáo từ tiêu phàm. Đợi Lạc Nguyệt đi ra khỏi cửa, ánh mắt hai vị thiếu nữ nhìn tiêu phàm chợt thay đổi, định ý lúc trước tiêu tan không thấy nữa, thay thế vào đó là vẻ tò mò vừa rồi tiêu phàm gào rít đại náo, núi lão quân, sớm đã làm kinh động tới mọi người trong tổng đàn thất diệu cung. Chuyện liên quan tới việc ở chung của thánh nữ bản giáo và trưởng giáo chân nhân vô cực môn không phải là chuyện bí mật ở tổng đàn thất diệu cung, dường như tất cả đệ tử đều rất rõ ràng tiền căn hậu quả của việc này. Oán hận với vô cực môn, thậm chí với tiêu phàm đương nhiên là có, nhưng đối với những cô gái trẻ tuổi như này thì tò mò là điều đương nhiên. Mọi người vẫn lén bàn luận, nam tử vô cực môn kia rốt cuộc có tài đức gì mà có thể khiến thánh nữ thất diệu cung tự mình hầu hạ. Thật không biết là nhân vật ba đầu sáu tay nào lại lợi hại vậy. Hiện giờ nhìn trên dưới, không ngờ lại là một nam tử mi thanh mục tú, sắc mặt hơi tái, dáng cao gầy thậm chí có hơi yếu, tràn đầy khí thức phong độ của người trí thức, so với tưởng tượng hắn là người cao lớn uy mãnh hung thần ác sát thực sự khác quá xa. Đây chính là người chưa tới núi mà lại có thể ép cung chủ đi ra, tự thân tiếp chiêu ư. Nhìn qua thì không có vẻ lợi hại như vậy a. À. Đối với suy nghĩ của hai vị thiếu nữ này, tiêu phàm rõ như lòng bàn tay. Nếu là bình thường, phải nhìn sắc mặt tân lâm sẽ không tránh phải việc nói mấy câu với mấy cô bé này. Nhưng lúc này hắn không có tâm tư. Ngay sau đó, hắn gật đầu với hai cô, lặng lẽ tiến về phòng ngủ, đóng cửa lại, lấy viên thuốc ra nuốt vào, khoanh chân ngồi lên tấm ván gỗ ở trên giường, hai tay nắn bí quyết bắt đầu thổ nạp điều tức đấu pháp với đại vô sư của Tây Ly giáo liên tiếp 3 ngày, lại hao tổn chân nguyên bản mạng và huyết mạch căn nguyên để kéo dài tính mạng cho Tân Lâm, vội vàng chạy từ thủ đô tới đây, từ đầu tới cuối đều đem hạo nhiên chính khí để duy trì mạng sống của Tân Lâm. Dù pháp thuật tiêu phàm cao thâm, nội lực hùng mạnh cũng sẽ cảm thấy lao lực quá độ. Tuy rằng trong lòng vướng bận an nguy của Tân Lâm, nhưng tiêu phàm vẫn bắt buộc mình bình ổn lại tinh thần, luyện hóa dược lực, bổ sung chân nguyên. Vô tình, Thời gian dần trôi, mặt trời đã ngả về tây, sắc trời dần tối lại. Hai vị thiếu nữ tiếp đãi hắn ngần ngừ ở cửa phòng ngủ, hỏi Tiêu Phàm có muốn dùng bữa tối không, nhưng không nhận được sự hồi đáp nào. Hai vị thiếu nữ chưa am hiểu thế sự, tuy nhiên vẫn đứng đó không dám đẩy cửa tiến vào. Nhiều năm như vậy, khách lạ tới tổng đàn thất diệu cung quả thực không nhiều lắm, nam nhân xa lạ xuất hiện trên núi lão quân chính là lông phượng sừng lân chỉ sự hiếm có khó gặp bởi vậy kinh nghiệm đãi khách của hai thiếu nữ kia quả thực không có nhiều suốt buổi tối tiêu phàm không ra khỏi phòng ngủ nửa bước tuy nhiên động tính hai bên tiêu phàm rất rõ ràng nửa đêm hai bên tiểu viện đều có người một đám người đi lại nhẹ nhàng hô hấp cực ngắn thân thủ không kém chút nào không hề nghi ngờ những người này chính là người trông coi tiêu phàm trước mắt Thân phận của tiêu phàm trên núi Lão Quân là khó xử nhất, là bằng hiểu thì khẳng định chưa tới, nói là kẻ thù thì cũng hơi miễn cưỡng. Thánh nữ thất diệu cung lại cùng hắn sinh sống 4 năm, ra thì cùng xe, vào thì cùng phòng, quan hệ rất mật thiết. Về phần gút mắt của thất diệu cung và vô cực môn từ ngàn năm nay là vì đâu, đệ tử biết chuyện này càng ngày càng ít. Ít nhất đã hơn mấy chục năm qua đã không phát sinh xung đột gì rồi. Chỉ là hôm nay tiêu phàm lấn tới tận cửa. Không ai của Thất Diệu Cung có thể ngăn cản, cuối cùng không thể không do cung chủ tự thân xuất mã. Đối với những người tự cho là cao thủ của Thất Diệu Cung mà nói, đó là một sự hổ thẹn quá lớn. Cung chủ không nói gì, thì tuyệt đối không thể để cho tên tiểu tử kia chuồn mất. Dĩ nhiên, dựa theo lý mà đoán thì khả năng Tiêu Phàm chùa mất là vô cùng thấp. Thấy thái độ hắn kiên quyết không giao Tân Lâm cho người khác thì có thể thấy, hắn chưa xác thực được kết quả của Tân Lâm thì đuổi cũng không đi. Đối với mọi thứ, tiêu phàm làm như không biết, an tĩnh thổ nạp điều tức, tĩnh dưỡng thân thể, ngẫu nhiên đi ra ngoài ngắm phong cảnh tuyệt đẹp của núi Lão Quân và Hồ Quang Minh. Hắn ở đây cũng đã ba ngày. Tới buổi sáng thứ tư, tiêu phàm chấm dứt thần khóa, hai tay chắp sau lưng chậm rãi dạo trong sân. Cách đó không xa, Lạc Nguyệt khoan thai bước ra từ trong sương mù. Giữa núi sương mù rất nhiều, tới khoảng 9, 10 giờ sáng mới tiêu tan dần. Tiêu chân nhân, tâm trạng thật tốt nha lạc nguyệt từ phía xa mỉm cười chào hỏi tiêu phàm tiêu phàm vội vàng hỏi lạc cô nương có tin tức gì của tân nhi chưa vậy sắc mặt lạc nguyệt ngưng trọng nghiêm túc nói tình hình của thánh nữ ta tạm thời không biết rõ ta là phụng mệnh cung chủ mời tiêu chân nhân tới đó một chuyến không biết tiêu chân nhân có rảnh hay không tiêu phàm không chút do so dự nói lạc cô nương xin hãy dẫn đường được tiêu chân nhân mời theo ta từ nhà triệt tiêu phàm ở tới tổng đàn thất diệu cung cũng không xa, vài phút sau đã tới. Hiện lên trước mắt tiêu phàm là một kiến trúc giả cổ, giường cột chạm trổ, ngói xanh tường đỏ, lấy thép và xi măng làm móng. Kiến trúc giả cổ này lại không có thủ vệ chấn giữ, thậm chí ngay cả một người canh cũng không có. Trong viện rất yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên nghe được tiếng chim thước kêu to, không khí vô cùng yên ắng. Tiêu phàm phóng xuất thần niệm chi lực cũng không tìm được cao thủ ẩn nấp trong viện. Nói cho cùng đây chính là thời đại bất đồng. Phương đương thịnh thế, tứ hải thái bình, không còn là loại đao quang kiếm ảnh, gợi yêu ta ít sốc loạn lạc nữa, sẽ không động một chút là xuất hiện trên giang hồ báo thù, thảm án diệt môn. Tất nhiên điều này càng làm lộ rõ một loại tự tin. Cao thủ ở tổng đàn thất diệu cung nhiều như mây. Cửa mở rộng như vậy, bày ra cho người đánh, người cũng đánh không nổi. Đã như vậy thì cần thủ vệ làm gì chứ? Hoa bà bà gần 80 tuổi kia nếu không gặp phải tiêu phàm, bí y thái, như vậy, người luyện võ bình thường chỉ sợ không thể đỡ lấy ba chiêu. Một cây trưởng trúc có thể đánh người ngay cả Đông Tây Nam Bắc cũng không phân biệt được rõ ràng. Lạc Nguyệt dẫn tiêu phàm đi qua cửa, đi vào xương phòng thứ nhất rồi dừng bước, khom người nói. Sư phụ, tiêu chân nhân tới rồi ạ. À. Hóa ra vị này chẳng những là thư ký của công chủ mà còn là một đệ tử đích truyền. Vào đi, trong phòng im lặng một lát, sau đó mới truyền ra giọng nói của Lâm Thanh Loan, giọng điệu uy nghiêm như trước, mang theo tia mệt mỏi khó có thể che giấu. Ba ngày nay, vị cung chủ đương đại thất diệu cung danh chấn giang hồ không có một phút nghỉ ngơi. Phương thức kích phát cụ thể của bảo mệnh phù, Tân Lâm cũng không nói rõ cho tiêu phàm. Nhưng thương thế của Tân Lâm trầm trọng như vậy, mạnh như tiêu phàm, vận chân nguyên và huyết mạch căn nguyên còn phải mượn sự phù hộ anh linh qua nhiều thế hệ tổ sư mới có thể may mắn kéo dài tuổi thọ một ngày một đêm của tân lâm tính thần diệu của bảo mệnh phù muốn kích phát hoàn toàn công hiệu khẳng định phải tốn rất nhiều công sức tuyệt không hề đơn giản tiêu chân nhân mời lạc nguyệt nói xong đẩy cửa phòng ra tiêu phàm chậm rãi đi vào nhưng chỉ thấy lâm thanh loan vẫn búi tóc cao y phục một màu đen chắp tay hai lưng đứng trong phòng đưa lưng về phía cửa, tiêu phàm bước vào cũng không quay người lại. Đối mặt với bề trên của Tân Nhi, tiêu phàm sẽ không vô lễ, lập tức cung kính hai tay ôm quyền, kính cẩn nói. Vãn bối tiêu phàm, bái kiến Thanh Loan cung chủ. Lâm Thanh Loan vẫn không quay lại, chỉ khoát tay áo. Lạc Nguyệt nhẹ nhàng hạ thấp người, lui ra khỏi phòng, ở ngoài đóng cửa phòng lại. Trong phòng lập tức trở nên an tĩnh tới cực điểm. Lâm Thanh Loan không nói lời nào, tiêu phàm cũng vậy đi theo ta ước chừng sau nửa thời gian uống một tách trà lâm thanh loan trầm giọng nói vẫn không quay đầu lại cứ vậy bước vào trong tiêu phàm không chút do dự liền đi theo vào một mùi thuốc nồng đậm xông vào mũi trên chiếc giường gỗ kiểu cũ tân lâm lẳng lặng nằm yên trên người đắp một mảnh chăn đơn không nhúc nhích hai mắt nhắm nghiền sắc mặt tái nhợt như tuyết tân nhi tiêu phàm không kìm lòng nổi kêu lên bước nhanh về phía cô lâm thanh loan hừ lạnh một tiếng tay nâng lên ngăn cản bước đi của tiêu phàm lập tức đi tới trước giường cuộn ống áo tay phải của tân lâm lên để lộ ta cánh tay ngọc tuyết trắng như củ sen không có nửa điểm tì vết lâm thanh loan bỗng nhiên xoay người hung hăng chừng tiêu phàm đôi mắt ngập tràn lửa giận là ngươi làm ra chuyện tốt này đúng không trên tay ngọc kia vốn có một nốt thủ cung sa tiêu phàm không chỉ nhìn thấy một lần hiện tại chân bóng mềm nhẵn dấu thủ cung sa đỏ tươi sớm đã mất tâm mất tích tiêu phàm không kịp chuẩn bị khuôn mặt lập tức đỏ bừng. chương 429, Tố âm chi thể. Tiền bối. Tiêu trưởng giáo giờ phút này hoàn toàn mất đi vẻ, kiêu ngạo, nét mặt phiếm hồng, lắp ba lắp bắp một lúc lâu không nói nên lời. Hừ. Lâm thanh loan hừ lạnh thật mạnh một tiếng, vẻ mặt rất giận dữ. Xem ra, cung chủ thất diệu cung thần bí nhất giang hồ thật sự phẫn nộ, tuyệt không phải giả vờ giả vịt. Người có biết người như vậy sẽ hại chết tân nhi không hả? Tiêu phàm chấn động, bất chấp sầu hổ, vội vàng hỏi. Tiền bối, người có ý gì? Ý gì, chẳng lẽ ngươi không biết Tân Nhi là tố âm chi thể sao? Lâm Thanh Loan nổi giận đùng đùng hỏi. Tố âm chi thể ư? Tiêu phàm trợn mắt há mồm kinh ngạc. Cái gọi là tố âm chi thể, hắn đương nhiên biết. Vô cực thuật tàng, có ghi lại việc này. Nữ tử có tố âm chi thể, trời sinh thể chất tu luyện đồng tử công, tiến bộ cực nhanh, không gì sánh kịp, một số võ công và kỹ xảo khó tu luyện đối với tố âm chi thể không tạo ra trở ngại lớn. Thảo nào Tân Lâm tuổi còn nhỏ mà tinh thông mọi tuyệt kỹ thất diệu cung, ngoại trừ trường sinh thuật ra, thực sự là kỳ tài xuất thế. Nhưng tố âm chi thể cũng có điểm cố kỵ, chủ tu công pháp chưa thành công không thể hư thân. Một khi hư thân, chủ tu công pháp trở nên khó thành, phương diện khác cũng bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Nhưng chuyện này Tiêu Phàm thực sự không biết, Tân Lâm chưa từng nhắc qua với hắn. Ngươi thực sự không biết ư. Mắt thấy tiêu phàm liếu lưới không giống như đang giả bộ. Lâm Thanh Loan hỏi lại một câu, bộ dạng hòa hoãn một chút. Tiêu phàm khom người nói. Tiền bối, vãn bối thực sự không biết. Bằng không cho dù tình huống ấy có nguy cấp hơn nữa, ta cũng sẽ tuyệt đối ngăn cản Tân Nhi. Giọng điệu hắn vô cùng thành khẩn. Được, cho dù ngươi không biết, sư phụ ngươi cũng biết, năm đó ta đã nói rõ với ông ta. Cái lão già chết tiệt, hừ. Lão già này biết rõ mà không nói cho ngươi, muốn cố ý đánh vào đồ đệ của ta đây mà. Thiệt thòi các ngươi vô cực môn tự phụ chính tông, chuyên làm mấy loại hại người. Món nợ này ngày nào đó ta nhất định cùng lão già này tính toán rõ ràng. Ngay sau đó, Lâm Thanh Loan lại nổi giận đùng đùng, mấy lần câu, lão già chết tiệt này, vuột ra khỏi miệng, cuối cùng lại nghĩ tới thể diện tiêu trưởng giáo và vô cực môn, chỉ nói phân nửa sau đó lại phải cố nuốt trở lại. Lúc này Tiêu Phàm chỉ có thể vâng vâng dạ dạ, nửa câu phản bác cũng không dám nói ra. Tố âm chi thể rất quan trọng, trình nữ nguyên âm tự nhiên quý giá vô cùng. Đối với nam nhân nguyên hồng có tác dụng vô cùng tốt. Sau khi Tiêu Phàm và Tân Lâm hoan ái, chẳng những tu la đạo hợp hoan thức, được giải quyết, tiến cảnh rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Trước đó tu la đạo thành công còn rất xa mới đạt được, nhưng sau đó lại tiến cảnh cực nhanh, có thể rõ ràng cảm nhận được. Vốn có chút kinh ngạc, nhưng không nghĩ tới là do tân lâm có tố âm chi thể trong thời gian ngắn các loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến lượn lờ trong đầu tiêu phàm lâm thanh loan lạnh lùng nhìn hắn cũng không vội mở miệng tiền bối ta muốn bắt mạch của tân lâm một chút thật lâu sau tiêu phàm mới điềm tĩnh lại hạ giọng nói lâm thanh loan mặt lạnh nhưng cũng không ngăn cản tiêu phàm chậm rãi bước tới đi tới giường tân lâm ngắm nhìn khuôn mặt cô thật lâu không kìm nổi nhẹ nhàng sờ sờ gò má tái nhợt của Tân Lâm. Trong mắt Lâm Thanh Loan thoáng hiện lên chút thần sắc khác thường, nhưng sau đó lại lạnh băng băng, không mang chút biểu cảm nào. Tiêu Phàm đưa tay phải ra thực trung nhị chỉ, đặt lên mạch cổ tay Tân Lâm, hai hàng lông mày dần nhăn lại. Tình hình của Tân Lâm lúc này vô cùng kỳ lạ, nói phức tạp cũng không phức tạp, hạo nhiên chính khí trong cơ thể Tân Lâm rất thông suốt, rất nhanh lưu động một vòng ở kỳ kinh bát mạch. Nói đơn giản thì cũng không đơn giản, Thật giống như tất cả sinh mạng của Tân Lâm đều bị đóng kín, cả người chỉ còn lại thể xác, không chứa đựng bất cứ tinh hoa nào. Hạo nhiên chính khí chạy trong cơ thể cô một vòng, không có bất kỳ hao tổn nào. Tương tự như thể siêu dẫn, vậy. Nguyễn cưỡng hình dung thì Tân Lâm dường như đang hôn mê. Tiền bối. Tiêu phàm chậm rãi thu tay phải về, nhìn về phía Lâm thanh loan, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nhìn ra rồi sao, bảo mệnh phù đã khô tan nhi uống. Đây là kết quả tốt nhất rồi." Lâm Thanh Loan vẫn lạnh lùng như cũ nói, nhưng bà đồng ý giải thích vấn đề cho Tiêu Phàm đã tốt lắm rồi. Dù sao hôm nay bà đặc biệt cho Tiêu Phàm tới, không phải vì muốn thoá mạ hắn chốc giận. Trưởng giáo chân nhân vô cực môn bản lĩnh ra sao, chỉ sợ không ai rõ hơn Lâm Thanh Loan. Bất kể lần này là lần đầu tiên bà gặp mặt hắn, lại cùng Chỉ Thủy Tổ sư đánh qua nhiều hồi. Tiêu Phàm có thể được Chỉ Thủy Tổ sư chỉ định làm truyền nhân y bát kế tục chức vị trưởng giáo vô cực môn, trở thành đệ tự chân truyền của chỉ thủy tổ sư. Tiên bối, ta vẫn có chút khó hiểu, lúc Tân Nhi nói về bảo mệnh phù, dường như không có nói qua loại tình hình này. Hừ, người còn không biết xấu hổ mà hỏi hả, tố âm chi thể của Tân Nhi không phá, thì hiệu quả của bảo mệnh phù sẽ không có loại này. Nhà đầu này rõ ràng biết hậu quả nghiêm trọng mà vẫn không tiếc quý trọng bản thân. Lâm Thanh Loan lần nữa lại nổi giận nguyên hồng của Tân Lâm mất đi là việc không thể gạt được Lâm Thanh Loan. Tân Lâm tu luyện công pháp chưa đại thành, mà lại mất đi tố âm chi thể, đối với cơ thể tổn hại rất lớn. Tuy nhiên chỉ cần một khoảng thời gian ngắn để hồi phục, ít nhất thì cũng không ảnh hưởng tới công hiệu của bảo mệnh phù. Hiện giờ bảo mệnh phù lại có tình huống không ngờ, chính bởi nguyên hồng của Tân Lâm bị mất trong thời gian gần quá, thân thể không điều chỉnh kịp. Cùng tiêu phàm ở cùng một chỗ 4 năm, đến nay mới mất đi tấm thân xử nữ, cũng có thể thấy Tân Lâm hoàn toàn tự nguyện, cũng không phải do tiêu phàm bắt buộc. Hơn nữa nếu không phải gặp tình huống không ngờ, Tân Lâm sẽ không làm như vậy. Việc này cũng không thể trách tiêu phàm. Chẳng qua đó là đệ tử yêu quý, cung chủ thất diệu cung mới có phản ứng như vậy. Lâm Thanh Loan nhiều năm dạy bảo chi công, trong chốc lát bị hủy hoại, hỏi sao mà Thanh Loan cung chủ không tức giận chứ? Tiền bối, Lâm Thanh Loan khoát tay, ngăn tiêu phàm lại, lạnh lùng nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đem mọi việc nói rõ ta nghe giọng điệu rất kiên quyết không thể nghi ngờ vâng tiêu phàm cũng không do dự nhiều liền đem hành trình ở nước đông đảo và chuyện tân lâm bị thương nói rõ cho lâm thanh loan sự việc liên quan tới sự bình phục của tân lâm không phải do tiêu phàm so đo với thái độ của lâm thanh loan là được giang đạo minh ư nói như vậy tân nhi bị ngũ sư huynh của ngươi đả thương tiền bối biết Giang Đạo Minh đã từng là đệ tử vô cực môn ư. Tiêu Phàm cảm thấy rất kinh ngạc. Không cần nói người khác, cho dù hắn là trưởng giáo chân nhân vô cực môn, mấy ngày trước mới lần đầu gặp Giang Đạo Minh. Lâm Thanh Loan không ngờ vừa nghe còn biết rõ y là ngũ sư huynh, xem ra vô cùng am hiểu về chuyện của vô cực môn. Thất diệu cung và vô cực môn rằng có mấy ngàn năm, thất diệu cung chú ý chuyện của vô cực môn cũng là điều đương nhiên. Hừ, tất nhiên là ta biết, Sư phụ ngươi từng nói, chỉ cần y đồng ý dừng cương trên bờ vực thẳm, thì sẽ đem chức trưởng giáo chân nhân vô cực môn giao cho y, còn tới lượt ngươi hôm nay sao?" Lâm Thanh Loan nói xong, khóe miệng hiện lên ý châm chọc. Tiêu Phàm không suy nghĩ, lập tức nói: "Nếu thời gian có quay ngược lại, vãn bối tình nguyện giao lại chức trưởng giáo cho y. Ít nhất nếu như vậy Tân Nhi cũng sẽ không bị thương." Lâm Thanh Loan không khỏi ngơ ngác một lúc, dường như không ngờ Tiêu Phàm sẽ trả lời như vậy. Sau một hồi mới lên tiếng. Ngươi mới nói cái gì? Ý ngươi nói Giang Đạo Minh đã từng là đệ tử vô cực môn ư? Nói như vậy ngươi không có ý định thừa nhận vị ngũ sư huynh này sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Môn quy vô cực môn, môn hạ đệ tử, nhất định phải làm việc thiện, quảng tích âm công. Mặc dù trừ ác là làm việc thiện, nhưng Giang Đạo Minh âm sát quá nặng, những năm gần đây tàn sát không ít người vô tội. Y lại công nhiên dẫn người tấn công chỉ thủy quan người này sớm tự tuyệt vô cực môn. Cho dù y trước kia là đệ tử của sư phụ ta, nhưng hiện tại không thể coi y là truyền nhân của vô cực môn. Chuyện quan trọng như vậy chỉ sợ cần sư phụ ngươi đứng ra làm chủ chứ. Lâm Thanh Loan hỏi, nhưng cũng không phải cố ý ác tâm với tiêu phàm, mà vì bà rất rõ, chỉ thủy tổ sư đã tốn không ít tâm huyết với Giang Đạo Minh, đối với y kỳ vọng rất nhiều. Hiện tại, tiêu phàm lại muốn trục xuất Giang Đạo Minh khỏi vô cực môn. Sư phụ tuổi tác đã cao, hiện tại sự vụ thường ngày của vô cực môn là do ta giải quyết. Tiêu phàm chậm rãi nói, thanh âm vẫn bình tĩnh như trước, giọng điệu vô cùng kiên định, không có chút khoan nhượng nào ta mới là trưởng giáo chân nhân vô cực môn chân chính. Chuyện của vô cực môn là do ta giải quyết. Lâm Thanh Loan nhìn ánh mắt của tiêu phàm, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc. Người thanh niên trước mắt này nhìn qua thì nho nhã lễ độ, cả người toát lên khí thức của người tri thức, không có chút hào cuồng quyến khí giang hồ, vào thời điểm quan trọng lại vô cùng nghiêm túc, ngạo khí này từ bên trong tản mát ra. Tiêu phàm, người cần biết tâm huyết của sư phụ người đặt trên giang đạo minh so với người còn nhiều hơn. Y lớn hơn người 20 tuổi, đang trong thời kỳ cường tráng nhất, bất kể ở phương diện nào đều ở trạng thái đỉnh cao. Hơn nữa, theo tình hình người mới nói mà phân tích thì Y không phải đơn phương độc mã, mà là thành lập một tổ chức khổng lồ, thực lực rất mạnh. Người hiện tại lại ra quyết định như vậy, sẽ chọc giận Y. Như vậy từ nay các ngươi liền không đội trời chung rồi. Nói tới đây, Lâm Thanh Loan nhẹ nhàng dừng lại, ngay sau đó lại thêm một câu. Người này, ta nghe sư phụ ngươi nói tính tình vô cùng bướng bỉnh, trước giờ không chịu thua ai. Chỉ thủy tổ sư có thể cùng Lâm Thanh Loan nói về tính cách tính tình của đệ tử, giữa bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì thật làm cho người ta suy nghĩ. Chỉ có điều lúc này Tiêu Phàm không có tâm tư phỏng đoán mấy chuyện như vậy. Tiên bối vô cực môn tuy giúp người làm việc thiện, nhưng nếu người ta lấn tới cửa thì vô cực môn cũng không sợ gì cả. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, chương 430, Duy chân Tổ Sư Lâm Thanh Loan gật gật đầu, không nói gì thêm. Trung quy đây là việc nhà vô cực môn người ta, huynh đệ tương tàn, vốn không phải là chuyện người ngoài có thể bình luận. Tiền bối, tình hình hiện tại của Tân Nhi sau này sẽ phát triển ra sao? Lúc này, Tiêu Phàm thực sự quan tâm tới thương thế của Tân Lâm tiêu phàm y đạo cao minh, tự ý nghĩa nào đó mà nói, còn có thể thấy rõ sinh tử luân hồi, nhưng tình hình trước mắt của Tân Lâm, hắn lại không thấy được. Trong, vô cực thuật tàng, không có ghi lại. Điều này cũng rất dễ lý giải, dù bảo mệnh phù là bí mật bất truyền của thất diệu cung, thất diệu cung lại cùng vô cực môn rằng có mấy trăm năm, loại cơ mật này làm sao có thể tiết lộ cho truyền nhân vô cực môn biết được. Ta cũng không biết nữa. Lâm Thanh Loan trực tiếp nói. Sắc mặt tiêu phàm đại biến, hỏi. Ngay tiền bối cũng không biết sao. Có gì mà kỳ quá chứ. Loại tình huống này ta cũng chưa gặp phải bao giờ. Tố âm chi thể vốn ít lại càng ít. Loại thể chất này có thể gặp mà không thể cầu. Thất diệu cung chúng ta kế thừa hơn ngàn năm mới có tố âm chi thể chân chính đại thành đấy. Tuy nhiên chỉ có ít thôi. Đều là cung chủ tiền bối. Thất diệu cung chúng ta kỳ tài ngút trời. Sao có thể bị người ta tập kích, bản thân trọng thương được. Lâm Thanh Loan lập tức tức giận đáp. Thật vất vả hơn một trăm năm mới có một tố âm chi thể như tân lâm lại bị hủy trong tay một tiểu tử vô cực môn mặt tiêu phàm lại đỏ lên ngượng ngùng hỏi tiền bối vậy trong điển tịch quý phái không ghi chép lại mấy việc có liên quan sao đây cũng là đường cùng rồi hắn chỉ có thể ôm ý tưởng đó mà hỏi không phải môn phái nào cũng có điển tịch to dày cùng cực cổ kim như vô cực môn hơn nữa môn phái giang hồ truyền chính là võ công đao kiếm một vài bí kíp võ thuật liền khó rồi có, tự ngươi xem đi. Ai mà biết sự hồi đáp của Lâm Thanh Loan lại khiến Tiêu Phàm rất không ngờ, bà giơ tay lên, một quyển sách mỏng bay nhẹ tinh về phía Tiêu Phàm, vững vàng dị thường, giống như có một bàn tay vô hình nâng đỡ cuốn điển tích, không nhanh không chậm tới trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu. Không hổ là cung chủ Thất Diệu cung, tân lâm thụ nghiệp ân sư, nội công quả thực cao minh. Ngẫm lại cũng rất bình thường. Không phải ai cũng có tư cách là đối thủ với chỉ thủy tổ sư, cùng nhau đánh cuộc như vậy. Tiêu Phàm giơ tay nhận lấy, chỉ cảm thấy một sức lực lớn đánh thẳng tới, may mắn Tiêu Phàm sớm có chuẩn bị, lập tức lưu chuyển Hạo Nhiên chính khí, vô thanh vô tức hóa giải cỗ lực đó. Hai hàng lông mày Lâm Thanh Loan hơi nhướng lên. Lực đạo này nhìn như rất tầm thường, kỳ thực bao hàm thủ pháp nội công cực kỳ cao minh, tổng cộng có tam phần lực, tầng 1 mạnh hơn tầng 2, nội lực kém chút có thể ngăn lại được tầng 1 nhưng cũng không ngăn nổi tầng lực thứ hai, không thể tưởng tượng tiếp sau đó còn có chiêu cất giấu, tầng lực thứ ba nối gót tới, phi xuất dương tương bất khả. Tiêu phàm tuổi còn trẻ mà có thể cử trọng nhược khinh, xử lý việc khó một cách dễ dàng, dường như vô sự đem chiêu của bà hóa giải. Lão đầu tử chỉ thủy này xem ra cũng lợi hại, dạy dỗ đồ đệ được như thế. Khó trách mấy năm qua thất diệu cung cùng vô cực môn tranh đấu chưa từng thắng qua một hồi. Nếu không phải môn quy vô cực môn nghiêm khắc, nghiêm cấm lạm sát, nếu là một môn phái tà ác một chút, thất diệu cung sớm đã gặp phải phiền toái rồi, làm sao có thể hương khói tận tới ngày nay, lại còn ngày càng hương thịnh nữa chứ. Tiêu phàm cầm cuốn sách, khom người vái lâm thanh loan, sau đó mới bắt đầu xem. Ánh mắt mới đảo qua bìa sách, sắc mặt lập tức hơi đổi, vô cùng kinh ngạc. Bìa ngoài màu lam, chỉ theo đóng sách, tuy nhiên trang sách lại được đổi mới hoàn toàn, rõ ràng là sách cổ, bằng nhãn lực của tiêu phàm, có thể thấy đây mới chính là tống bản thư chân chính có điều tống bản thư rất chân quý không phải là nguyên nhân khiến tiêu phàm giật mình. Tống bản thư cùng loại, trong mật thất chỉ thủy quan không biết cất giấu bao nhiêu, tiêu phàm nếu thiếu tiền tiêu, tùy tiện đem một quyển ra thị trường đồ cổ thì cũng có thể dẫn tới chấn động. Điều khiến tiêu phàm giật mình chính là tên sách, trên bìa viết sáu chữ khải to tướng, một loại chữ hán xưa gạch dưới duy chân tổ sư văn tập. Duy chân tổ sư, Lý Duy chân Lý Cốc, danh tướng thời ngũ đại, Lý Cốc trong lịch sử cũng không có danh khí quá lớn. Nếu không phải là người say mê lịch sử hoặc sinh viên chuyên lịch sử, rất ít người nghe qua đại danh của ông. Lý Cốc, tự duy chân, dĩnh châu như âm nhân. 27 tuổi đạt học hàm tiên sĩ, trước sau ở thời ngũ đại hậu tấn, hậu hán, hậu chu, làm quan ba triều. Hậu chu năm đầu Quảng Thuận, đảm nhiệm hộ bộ Thị lang. Không lâu sau đó đảm nhiệm Trung Thư Thị lang cùng Trung Thư Môn Hạ Bình. Trương sự, chính thức trở thành tể tướng triều đình hậu chu. Cuốn Tống xử Lý Cốc Truyện ghi lại Lý Cốc cao tám thước, tướng mạo cường tráng. Thiếu dũng lực thiện xạ, đảm nhiệm hiệp vì sự. Thời ngũ đại vốn là thời loạn thế, triều đình đoàn mệnh một tên tiếp một tên, hoàng đế hoán đổi như lồng đèn kéo quân, bởi vì cái gọi là thiên tử, binh hùng tướng mạnh lâm vào qua vài chục năm ngắn ngủi, trung nguyên thay đổi năm triều đại, 14 hoàng đế. Hoàng đế còn như vậy, đại thần thì càng không phải bàn tới. Cho nên, người thường có thể biết cái tên gọi Lý Cốc, biết ông là tể tướng của ngũ đại hậu chu, năm triều đại thời hậu chu phán độ giữ thiết tam ti cũng là chuyện tốt rồi. Ngay tiêu phàm cũng chưa từng nghĩ tới, cái tên Lý Cốc lại được lưu truyền trong một môn phái giang hồ, hơn nữa còn trịnh trọng gọi ông là Duy chân Tổ Sư. Chẳng lẽ Lý Cốc và Thất Diệu cung lưu truyền ngàn năm trên giang hồ có quan hệ với nhau? Lâm Thanh Loan hiểu tiêu phàm giờ phút này rất kinh ngạc, thản nhiên nói. Không có gì phải kinh ngạc cả, Duy Chân Tổ sư chính là một trong những tổ sư của bổn môn, bổn môn thừa kế rất nhiều công pháp, nhất là thuật bói toán tướng mệnh phong thủy, đều là do Duy Chân Tổ sư kế thừa lại. Nhưng ta nghe nói quý giáo lấy nữ làm trọng, đệ tử nam giới đều bị cho ra ngoài mà. Khó trách Tiêu phàm không hiểu, một môn phái trọng nữ, lại thờ phụng một thủy tổ là nam nhân, dù thế nào cũng có chút quái dị. Đây là việc nhà chúng ta. Câu đầu tiên Lâm Thanh Loan đã chặn nghi vấn của tiêu phàm lại. Tiên bối, theo ta được biết, Tân Nhi không hiểu thuật bói toán phong thủy tướng mệnh đúng không? Tiêu phàm không bị, hù dọa, tiếp tục bám giết không tha truy hỏi tới cùng. Tình huống này, tiêu phàm thân là trưởng giáo chân nhân vô cực môn nhất định phải hỏi cho rõ. Cho tới nay, thất diệu cung đều là truyền thừa giang hồ chính tông, Lâm Thanh Loan bây giờ nói cho hắn biết thuật bói toán tướng mệnh phong thủy cũng là truyền thừa của thất diệu cung. Mấy ngày trước hoa bà bà chính miệng nói với tiêu phàm, cung chủ sớm đã tính tới kiếp nạn này của thánh nữ. Thuật bói toán này quả thực cao thâm khó lường. Mà tân lâm lại là thánh nữ thất diệu cung, cung chủ người kế thừa thuận vị thứ nhất lại ở cùng tiêu phàm 4 năm. Tiêu phàm không phải hoài nghi tân lâm, nằm vùng, tân nhi tuyệt đối sẽ không lừa hắn, không thể là huyền học, khẳng định là sẽ không. Nhưng trình độ huyền học thanh loan cung chủ cao thâm như vậy, vì sao không truyền lại cho truyền nhân của mình? Trong này, rốt cuộc có nguyên nhân gì? Tiêu chân nhân, không ngờ người đa nghi nặng như vậy. Người hoài nghi lung tung như vậy không sợ tân nhi thất vọng ư. Khóe miệng lâm thanh loan hiện lên ý cười châm chọc, khinh thường nói. Tiêu phàm không hổ thẹn, không người xuống cũng không nói chuyện. Chuyện này, lâm thanh loan hẳn sẽ cho hắn một câu trả lời. Đây là, việc công, không có nửa điểm quan hệ với hắn và tân nhi. Rất đơn giản, tân nhi luyện võ kỳ tài, không thích hợp học huyền học. Vô cực môn các ngươi không phải rất chú ý duyên phận sao? Giải thích này của Lâm Thanh Loan nghe vào hơi có lệ, không đáng tin cậy lắm, nhưng tiêu phàm rất tin tưởng. Dựa vào thân phận của Lâm Thanh Loan, cùng với khí thế phong độ toát ra, quyết không nói ngoa trước mặt vãn bối là hắn. Nếu quả thực có chuyện bí mật khó nói, Lâm Thanh Loan sẽ trực tiếp từ chối tiêu phàm, giống như nói, việc nhà, lúc trước không nói cho ngươi chính là không nói cho ngươi, nhưng tuyệt không nói dối. Tiêu Phàm bắt đầu mở cuốn sách ra xem. Tên sách là Duy Trân Tổ Sư Văn Tập, khẳng định không phải Lý Cốc tự viết, mà là hậu nhân biên soạn ra. Sách không dày, ngôn ngữ miêu tả nội dung cuốn sách cũng không quá mức phong phú. Trong cuốn sách quả nhiên có ghi lại một chút liên quan tới thuật bói toán tướng mệnh phong thủy, dùng từ vô cùng tinh luyện, không có nửa chữ dư thừa. Xét cho cùng đây cũng là bí kíp của thất diệu cung, mặc dù là Lâm Thanh Loan tự tay giao cho hắn, tiêu phàm cũng không xem quá lâu. Chẳng qua thoáng nhìn qua một số hàng chữ cũng khiến tiêu phàm rất kinh ngạc. Lý Cốc ghi lại nội dung huyền học, không ngờ lại rất mới mẻ, nhưng suy nghĩ hơn thì càng nghĩ càng có lý. Bất kể là học thuật gì, lý giải của mỗi vị đại sư đều là mỗi người một vẻ. Lịch sử tướng mệnh, chưa từng có đại danh Lý Cốc, nhưng Lý Cốc thực sự là một đại sư tướng mệnh. Tướng xử Lý Cốc chuyện, có ghi rõ khiết đan chủ bệnh viết, khi ta đi về phía nam, người nói phương bắc ta không còn, người còn biết thuật chi. Nay ta thống khổ, nếu có thể cứu ta, tức cho người phú quý. Cốc viết, thực vô thuật, che lấp đôi tai làm người. Khí sắc cốc độ lượng, chốc lát đức quang tạ thế, vĩnh khang kế lập. Hậu tấn năm thiên phúc, hoàng đế ra ruột đức quang xuôi nam diệt tiến, bắt tù binh tiến đá quý cho hoàng đế, lý cốc nhậm chức thứ sử, ngắt lời nói ra luật đức quang dương thọ sắp hết. Kết quả như lời Lý Cốc, hậu tấn bị diệt không lâu, thì ra luật Đức Quang băng hà. Cùng loại, tống xử Lý Cốc truyền, ghi lại, bên trong chu hiền Đức, hỗ tái vì văn thành danh, su mật xử vương theo tiến lệnh cho làm chi chế cáo. Trừ thư chưa xuống, thư ngôn phát nghệ, Cốc viết, tư nhân bạc mệnh, suy nghĩ chưa tới nơi. Phát viết, công trên bàn thạch, lúc này lấy vật tiến người, ngôn mệnh chi tài. Hỗ tái trở thành chi chế cáo, thiên hàn lâm học sĩ, nhiều lần hấp tấp thế vị pháp có thể tiến sĩ, cốc có thể biết được người. Hỗ tái này là trạng nguyên đoan chính của hậu chu, trong năm hậu chu hiển đức, cũng là trạng nguyên công vương pháp đảm nhiệm su mật sứ, đối với hỗ tái vô cùng hài lòng, đề cử hỗ tái đảm nhiệm trung thư chi chế cáo, nhưng lại bị tể tướng Lý Cốc ngăn cản, trì hoãn không bổ nhiệm. Vương Pháp tự đi hỏi nguyên nhân, Lý Cốc cho Vương Pháp biết nguyên nhân, nói hỗ tái đoản mệnh, sợ y không thể đảm đương nổi chức vụ. Vương Pháp không cho nó là đúng, còn nói thẳng lý cốc giả thần giả quỷ, nói hưu nói vượn kiên trì bổ nhiệm hỗ tái vào chức chi chế cáo, lý cốc không phản đối, không ngờ sau đó chẳng bao lâu, hỗ tái chết thật, năm đó mới 36 tuổi. Vương Pháp Vương Văn Bá là trạng nguyên 3 năm liền ngũ đại hậu Hán, trong lịch sử đại đại hữu danh, hơn hẳn danh khí của lý cốc, trí tuệ vương Pháp cảnh mẫn, tinh thông âm luật, chăm chỉ hiếu học, cũng nghiên cứu số tử mệnh lý. Tuy nhiên, từ chuyện xưa này có thể suy ra Lý Cốc mới là đại tướng sư, hơn nữa còn vô cùng tự tin với tướng thuật của mình. Thân là Tể tướng, không bổ nhiệm người được cho là tư nhân bạc mệnh, rõ ràng là Tể tướng phân xử công minh chính sự trực tiếp nói lý do trước mặt mọi người, trước mặt Hoàng đế Sải Vinh, đã nhận được sự tín nhiệm của xu mật sứ. Nếu không phải là người cực kỳ tự tin về nhân tướng thuật thì sao dám làm như vậy? Một đại tướng sư như vậy đúng là một trong những thủy tổ thất diệu cung, xem ra sau này nhất định phải nhận thức thất diệu cung một lần nữa. Audio điện tử võ tấn bền chương 431 Đại quốc sư Ma Cưu Phần lớn quyển ghi chép này của tổ sư Duy chân là từ ông biên soạn, bảo mệnh phù được ghi lại ở bên trong sách. Đối với quyển ghi chép này, tiêu phàm xem vô cùng chăm chú, hai hàng lông mày bắt đầu dương lên, khuôn mặt hắn sáng lên. Hóa ra bảo mệnh phù chính là do tổ sư Duy chân nghĩ ra, như thế rất phù hợp với thân phận đại tướng sư vô cực môn cũng được truyền thừa không ít phương pháp chế luyện phù lục. Khi tiêu phàm đến đông đảo liền để lại huyền thiên thiên mấy tấm phù lục để thay hắn tiếp tục trừ bỏ sát khí âm ra khỏi cơ thể của cô. Tổ sư Duy chân tự tay ghi lại chỉ là phương pháp chế luyện bảo mệnh phù, làm cho tiêu phàm có cảm giác mới mẻ. Nhưng điều khiến tiêu phàm thực sự chú ý là người biên tập quyển tài liệu này có thêm một câu chuyện ở phụ lục. Nhìn theo mặt chữ, quyển này do đệ tử hậu bối thất diệu cung biên soạn, chắc hẳn là nhân sĩ thời tống sơ, Cách những năm cuối thời Ngũ Đại, thời điểm lý cốc sống cũng không xa, vì vậy có khả năng lý cốc biên soạn thành sách để lưu truyền đời sau. Câu chuyện thêm vào phần phụ lục này, tình hình miêu tả tương tự với tình hình của Tân Lâm bây giờ. Một vị nữ đệ tử của Thất Diệu cung có tố âm chi thể, tu luyện võ công từ nhỏ. Vào thời điểm võ công chưa luyện thành, lại có quan hệ nam nữ với đàn ông, sau đó lập tức chịu trọng thương, sau khi uống bảo mệnh phù, tuy rằng bảo vệ được tính mạng, nhưng lại trở thành người thực vật trong vòng một tháng lấy thanh linh đan uống là khỏi bệnh nghe vậy tiêu phàm mừng rỡ lập tức ngẩng đầu nói tiền bối thanh linh đan này không dễ dàng như vậy không đợi tiêu phàm nói hết lời một câu của lâm thanh loan liền chặn hắn lại cho dù khó thế nào tôi đều sẽ nghĩ biện pháp xin tiền bối chỉ cho tiêu phàm kiên định nói cách luyện chế phương thuốc thanh linh đan có ghi ở phía sau sách đó người tự mình xem đi Vâng. Tiêu phàm đáp một tiếng rồi lại vội vàng chuyên chú xem quyển sách nhỏ. Quả nhiên ở sau phụ lục có ghi cách điều chế, thanh linh đan, tiêu phàm càng xem càng kinh hãi. Trong sách ghi lại các vị thuốc trong quá trình điều chế không quá nhiều, chỉ có 32 vị, nhưng trong đó hơn 10 vị đều là thứ hy hi hữu hiếm thấy. Dựa vào kiến thức huyên bác cùng với trình độ y thuật cực cao của tiêu phàm, mấy vị thuốc cũng mới chỉ nghe danh chứ chưa từng thấy qua nó thực sự thế nào. Hơn nữa mấy vị thuốc có vẻ như cũng sớm tuyệt tích, thậm chí có vị thuốc cổ tuyệt tích mấy trăm năm. Muốn gom góp đủ các vị thuốc trong ghi chép phương pháp bảo chế thuốc này cực kỳ khó khăn, không kém so với càn khôn đại hoàn đan. Mà lần trước tiêu phàm luyện chế, càn khôn đại hoàn đan, chủ yếu dựa vào thần dược được tích lũy qua nhiều thế hệ tổ sư vô cực môn, dược liệu tiêu phàm tự tay thu tập được chưa đến một phần ba. Đây là tiêu phàm cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị từ hơn 10 năm trước đó. Nếu lần trước không luyện chế, càn khôn đại hoàn đan, hầu hết các loại thảo mộc trên công thức này có thể gom đủ. Suy nghĩ thật lâu sau, tiêu phàm mới ngẩng đầu lên nhìn phía lâm thanh loan trầm giọng nói. Tiên bối, không nói các loại thảo mộc khác, ba loại, linh ngọc, thất thái, và, xích viêm thảo, đã sớm tuyệt tích rồi. Nhất là, xích viêm thảo, căn cứ vào sách cổ ghi lại, sinh trưởng ở vùng cực âm của quốc gia cực nhiệt, nước ta từ xưa tới nay cũng chưa có bản ghi chép nào về, xích viêm thảo, trên quyển này có ghi rõ ràng hơn, xích viêm thảo là cống nạp của nước đan mạn cho hoàng đế. Hiện tại e rằng rất khó tìm được, Lâm Thanh Loan lạnh lùng nói. Ta gọi ngươi đến đây, không phải nghe ngươi kể khổ. Xích viêm thảo là thuốc chủ yếu luyện chế, thanh linh đan, không có, xích viêm thảo, sẽ không có, thanh linh đan, dược liệu khác còn có thể tìm vật thay thế, xích viêm thảo tuyệt đối không thể thay thế. Xích viêm thảo, sinh trưởng ở vùng cực âm của quốc gia cực nhiệt, Đồng thời hấp thu tinh hoa trời đất, hòa hợp âm dương, là kỳ vật của trời đất khó gặp, lấy Xích Viêm thảo làm thuốc chính mới có thể luyện chế ra Thanh Linh đan. Tuy lời nói của Lâm Thanh Loan lạnh băng, nhưng trong đầu cũng thầm giật mình bởi tưởng rằng hiện nay thế gian chỉ có bà ta mới biết loại thảo dược Xích Viêm thảo này, không nghĩ tới Tiêu Phàm một lời liền lý giải được sự ảo diệu của Xích Viêm thảo. Người này tuổi còn trẻ, nhưng thực uyên bác. Vị trí đứng đầu vô cực môn nhiều năm không phải may mắn mà có. Đối với, châm chọc của Lâm Thanh Loan, tiêu phàm không thèm để ý chút nào. Nhưng thấy được một tia hy vọng trong lời nói của vị Thanh Loan cung chủ này, nhanh chóng hỏi. Tiền bối, người nói là, xích viêm thảo, vẫn còn có thể tìm được. Tất nhiên, tinh thần tiêu phàm lập tức trở nên chấn động. Hừ, người cũng không nên vui mừng quá sớm. Mặc dù, xích viêm thảo, không tuyệt tích, nhưng cũng không dễ dàng tìm kiếm được. Ta sợ ngươi không đủ can đảm, Tiêu Phàm liền khẽ cười, nói. Tiên bối, người không cần dùng phép khích tướng, chỉ cần có thể cứu người, bất kể là núi đao biển lửa hay sông vào hang hùm miệng cọp thì tôi vẫn sông vào. Vậy sao, đừng nên nói trước như vậy. Lâm Thanh Loan vẫn lạnh lùng nói với giọng điệu rõ ràng không tin. Theo, Duy chân Tổ Sư Văn Tập, ghi lại, ban đầu môn phái của thất diệu cung thật ra là tôn sùng nam giới, tổ sư đa số là nam đối với lý do tại sao sau đó phát triển thành môn phái nữ tôn không thể hiểu hết nhưng có lẽ sự kiện vô cùng hệ trọng xảy ra đã gây ra một sự thay đổi lớn như vậy không tin đàn ông gần như thành nhận thức chung của các nhân vật quan trọng trong thất diệu cung cho dù giữa tân lâm và tiêu phàm cũng đã trải qua một quá trình lâu dài từ đề phòng đến mở rộng tấm lòng hiện giờ tiêu phàm nói được tình thâm ý trọng như vậy nhưng lâm thanh loan chỉ là nói vậy thôi Tiêu Phàm cũng không biện bạch mà chỉ nói là xin tiền bối chỉ rõ. Được, ta cũng không muốn người phải đi lên núi đao xuống biển lửa, cũng không cần ngươi đi sông vào hang hùm miệng cọp. Người đi nước đan mạn một chuyến, đến trang viên đại quốc sư ma cưu hái, xích viêm thảo, về. Ngươi dám đi không? Lâm Thanh Loan chậm rãi nói, nhìn thẳng cặp mắt của Tiêu Phàm, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt vốn lãnh đạm lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Dù là Tiêu Phàm trước sau như một vẫn điềm tĩnh tự nhiên, nghe vậy sắc mặt cũng hơi đổi. Đại quốc sư Ma Cưu, mặc dù tiêu phàm là người nước hoa cũng đã được nghe uy danh hiển hách của vị đại quốc sư này. Ma Cưu là đại danh của đại hàng đầu sư nước Đan Mạn, nhiều năm trước kia, đã được nguyên thủ quốc gia cao nhất nước Đan Mạn trao tặng danh hiệu vinh dự, đại quốc sư, và có một thời gian dài ở trong Hoàng cung Su Đăng, đảm nhiệm vị trí người giám hộ cao nhất trong Hoàng cung Su Đăng. Nói như vậy, chỉ có hàng đầu thuật sư đệ nhất của đế quốc được xưng đại hàng đầu sư, mới có tư cách được vinh hạnh đặc biệt như vậy. Nước Đan Mạn thuộc quần đảo Nam Dương, là quốc gia đa dân tộc đa tôn giáo. Ở thủ đô Đan Mạn, bất kể là đạo hồi, Phật giáo, đạo giáo hay là Ấn Độ giáo đều có tín đồ. Đương nhiên, con chiên theo đạo hồi nhiều nhất, nhưng mà, từ xưa đến nay, nghề nghiệp thần bí nhất trong dân gian Đan Mạn, cũng được người tôn kính nhất, lại chỉ có một loại hàng đầu sư. Cái gọi là hàng đầu thuật vẫn luôn được truyền đi vô cùng kỳ diệu, có liên quan về chân tướng, có rất nhiều truyền thuyết, nhưng hiện tại được đại đa số người dân tin, vẫn là nói hàng đầu thuật có nguồn gốc từ cổ thuật miêu cương châu Á, sau khi lưu truyền đến khu vực Đông Nam Á, kết hợp với vu thuật đang lưu hành tại địa phương, liên tục phát triển, sau đó trở hàng đầu thuật. Hàng đầu thuật danh mục đa dạng, thủ pháp cao minh, có sự phân biệt giữa thiện và ác trong tâm tính con người. Ví dụ, Tiêu Phàm và Giang Đạo Minh đều là truyền nhân của vô cực môn, thuật pháp cao thâm giống nhau, võ nghệ cao cường, nhưng tổ sư chỉ thủy từ đầu đến cuối lại không chịu đem vị trí trưởng giáo truyền cho Giang Đạo Minh, là do sát nhiệt của Giang Đạo Minh quá nặng không hợp với môn quy giáo lý, làm việc thiện tích đức của vô cực môn. Bởi vì quá trình luyện tập hàng đầu thuật vô cùng thần bí, người thường không thể hiểu hết. Trong nhiều năm gần đây lại càng truyền thần, hơn nữa hàng đầu thuật tự thành hệ thống, khép kín với nguyên lý khoa học hiện đại, cộng với một phần bộ phận hàng đầu sư có ý đồ xấu muốn tư lợi cá nhân hại người. Vì vậy hàng đầu thuật ở vùng Nam Dương, bình thường trong suy nghĩ của dân chúng đều bí ẩn và đáng sợ. Trong thực tế, cũng là vô cùng bí ở khủng cây ếch yêu ta ép. Giống như võ thuật trung thổ, hàng đầu thuật cũng chia làm rất nhiều phái. Hàng đầu sư giữa các phái khác nhau thường xuyên thi đấu tranh tài với nhau, phân chia thắng bại. Vì vậy đại hàng đầu sư nước Đan Mạn đều là, đánh tới, kinh nghiệm chiến đấu thực tế cực kỳ phong phú. Đấu pháp giữa các hàng đầu sư, mức độ nguy hiểm cực cao, bị thua thường sẽ mất mạng, tan thành cho bụi. Bởi vậy danh tiếng hàng đầu sư thực sự có được là do tranh đấu giữa các cao thủ. chương 432, Bói Toán Ma Cưu được Hoàng Thất Nước Đan Mạn chính thức sắc phong, đại quốc sư, như vậy ông ta cho dù không phải đệ nhất cao thủ hàng đầu thuật nước Đan Mạn, thì cũng không xê xích gì nhiều. Mũ, đại quốc sư, tốt như vậy, nên cũng không dễ đổi, Tranh đấu giữa các hàng đầu sư còn nhiều hơn so với tranh đấu giữa các phái võ Lâm Hoa Hạ Quốc, bi thảm cũng rất nhiều. Hàng đầu sư đệ nhất, đại diện cho vinh quang tối cao, phái hàng đầu sư nào không muốn có cái danh hiệu tuyệt vời này. Qua nhiều thế hệ, đại quốc sư đều chỉ có một người, hơn nữa là cả đời đấy. Các hàng đầu sư khác muốn đạt được vinh dự này chỉ có một con đường có thể đi lên vị trí của đại quốc sư, đó chính là xuất hiện ghế trống. Nói một cách khác, phải đợi đại quốc sư tiền nhiệm quy thiên, thì mới có đại quốc sư mới. Một số đại hàng đầu sư tự phụ, hàng đầu thuật cực kỳ cao minh, thường không phục người khác đạt được danh hiệu, hàng đầu sư đệ nhất, chủ động đề xuất khiêu chiến với đại quốc sư. Đại quốc sư căn bản không thể cự tuyệt mặc kệ người có chịu khiêu chiến hay không, người ta trực tiếp chọn người nghinh chiến rồi. Người không nghinh chiến, cũng chỉ có chết. Thông thường mà nói, loại ngầm đấu đá này là cuộc chiến sinh tử, một khi diễn ra, không phân biệt được một số một chết sẽ không dừng lại. Người thắng chính là, đại quốc sư, người thua trăm phần trăm chỉ còn đường chết chứ không có bất kỳ may mắn sống sót nào. Ma Cưu trở thành đại quốc sư nước Đan Mạn đã 30 năm. 30 năm này nhận không ít khiêu chiến và đấu qua không ít đại hàng đầu sư. Cho đến nay, đại quốc sư nước Đan Mạn vẫn là ông ta, địa vị, hàng đầu sư đệ nhất vững như núi Thái Sơn. Nói cách khác, cho tới bây giờ, đại quốc sư ma cưu chưa đã trải qua một lần thất bại, thực sự trăm trận trăm thắng, đánh khắp đan mạn không có địch thủ. Hiện tại, Lâm Thanh Loan lại mua tiêu phàm đích thân tới trang viên của đại quốc sư ma cưu ở đan mạn để hái, xích viêm thảo. Tiền bối, trong trang viên của đại quốc sư ma cưu có, xích viêm thảo, ư. Vẻ kinh dị trên mặt tiêu phàm chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức trịnh trọng hỏi han. Xích viêm thảo, vô cùng quý giá như thế, lại gieo trồng trong trang viên đại hàng đầu sư chắc hẳn đối với đại hàng đầu sư mà nói cũng có công dụng quan trọng nói đúng ra không phải trong trang viên ma cư có loại xích viêm thảo mà là vì nơi đó có thể sinh trưởng xích viêm thảo nên ma cư mới xây dựng trang viên ở nơi đó xích viêm thảo hấp thu linh khí trời đất tinh hoa âm dương rất nhiều hàng đầu thuật lợi hại đều phải dựa vào đan dược được luyện chế từ xích viêm thảo mới có thể luyện thành tiêu phàm thầm giật mình quả nhiên giống như hắn dự đoán. Tuy nhiên, tiêu phàm lập tức lại đưa ra nghi vấn thứ hai. Chẳng lẽ ở nước Đan Mạn chỉ có trong trang viên đại quốc sư ma cư mới sinh trưởng xích viêm thảo, sao? Lâm Thanh Loan thản nhiên nói. Nước Đan Mạn có bao nhiêu nơi rộng lớn? Xích viêm thảo, loại linh vật trời đất này cũng không giống như cỏ dại tùy ý ở đâu cũng đều có thể sinh trưởng phải là ở vùng cực âm trong quốc gia cực nóng mới có thể sinh trưởng được. Một vùng cực âm trong quốc gia cực nóng vốn đã rất mâu thuẫn. Đại bộ phận quốc thổ của nước đan mạn ở vào phụ cận xích đạo, hoàn toàn xứng đáng là quốc gia cực nóng. Nhưng mà càng như vậy, một vùng cực âm trong quốc gia cực nóng lại càng khó tìm. Quan trọng hơn chính là không phải tất cả các vùng cực âm trong quốc gia cực nóng đều có thể sinh trưởng xích viêm thảo. Thường thường tầm 10 địa điểm thích hợp mới trùng hợp có một chỗ sinh trưởng được xích viêm thảo. Ngoài yêu cầu hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, Xích viêm thảo còn có một chỗ đặc biệt chính là chu kỳ sinh trưởng rất dài. Sắp xỉ phải đến khoảng 20 năm mới thực sự trưởng thành, nếu không hiệu quả dược tính của xích viêm thảo sẽ giảm bớt đi nhiều. Bởi vì vật này đối với hàng đầu sư đặc biệt quan trọng nên được xưng là thần dược của nước Đan Mạn. Nhiều năm qua, xích viêm thảo trưởng thành cơ bản đều bị đại hàng đầu sư hái hết rồi. Một nơi cực âm chỉ có thể sinh trưởng một cây, xích viêm thảo, hơn nữa sau khi bị hái đi, ít nhất phải cần 3 đến 40 năm để khôi phục đất, mới có thể tái sinh cây, xích viêm thảo thứ hai còn cần cơ duyên hợp mới được. Vì danh giật, xích viêm thảo, trưởng thành, rất nhiều hàng đầu sư đánh nhau tàn nhẫn, sử dụng bạo lực. Ta biết trong trang viên ma cư có, xích viêm thảo, sinh trưởng còn chỗ khác có hay không ta cũng không rõ. Tin tức này cũng là đệ tử của thất diệu cung chúng ta ở nước ngoài trăm phương nghìn kế mới thăm dò được. Vì với bên ngoài, mà Cưu phong tỏa tin tức nghiêm ngặt đối với bên ngoài, bởi sợ người khác biết trong trang viên của ông ta có xích viêm thảo. Tiêu phàm khẽ hít một hơi. Ngay cả đại quốc sư ma cư cũng phải trăm phương nghìn kế phong tỏa tin tức, đủ cho thấy đệ nhất hàng đầu sư cũng sợ bị người khác cướp đi. Có thể thấy được, xích viêm thảo quan trọng thế nào đối với hàng đầu sư rồi. Thậm chí, có thể khiến các hàng đầu sư khác bí quá hóa liều nên vì xích viêm thảo mà chủ động đề nghị khiêu chiến với đại quốc sư ma cư. Những dược liệu khác để điều chế thanh linh đan ta đều có thể giúp sức tìm kiếm, duy chỉ có xích viêm thảo là không có. Người quyết định sao? Lâm Thanh Loan nhìn về phía tiêu phàm, trong ánh mắt vẫn mang theo vẻ không tín nhiệm. Ưm, tiêu phàm không nhiều lời, khẽ gật đầu. Chỉ cần xích viêm thảo, sinh trưởng trên trái đất, giống như lời tiêu phàm đã nói lúc nãy, cho dù lên núi đào xuống biển lửa hay sông vào hang hùm miệng cọp, dù thế nào tiêu phàm cũng sẽ không do dự. Ánh mắt Lâm Thanh Loan cuối cùng cũng hiện lên một chút thay đổi. "Tiếc là tên đệ tử ở nước ngoài của ta vừa lúc đang bận chuyện khác, lại không thể phân thân, nếu không cũng có thể giúp đỡ ngươi." Đa tạ ý tốt của tiền bối, không có ai hỗ trợ, chỉ có thể tự lực cánh sinh rồi, có lẽ phải tốn nhiều thời gian tìm hơn. Sắc mặt Lâm Thanh Loan lại trầm xuống, nói: "Ngươi cho là ngươi có rất nhiều thời gian có thể lãng phí sao? Tình hình trước mắt này đã là tốt nhất." nhưng ta cũng không duy trì được quá lâu. Nhiều nhất một tháng đi, nếu một tháng sau vẫn không chế ra, thanh linh đan sẽ phát sinh biến hóa gì, thì ai cũng không thể đoán trước được. Trong, Duy chân Tổ Sư Văn Tập cũng nói rõ ràng là hơn một tháng. Một tháng, tiêu phàm trầm ngâm một chút, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Thanh Loan. Tiền bối, ta mượn tạm một gian phòng thanh tịnh dùng một chút. Được, lần này, Lâm Thanh Loan thật ra rất sảng khoái, cũng không hỏi Tiêu Phàm mượn mật thất dùng để làm gì. Tiêu Phàm đứng lên, đi đến trước giường Tân Lâm, chậm rãi ngồi ở bên giường, khẽ vuốt hai má trắng như tuyết của cô, vẻ mặt đầy yêu thương. Lập tức trong tay một ánh sáng lạnh chợt lóe lên, một thanh phi đao lá liễu sáng như tuyết thoáng hiện ra, khẽ xoẹt một cái ở trên ngón giữa Tân Lâm, rồi thu trở về cực kỳ nhanh. Hai hàng lông mày của Lâm Thanh Loan hơi nhướng lên, tuy nhiên vẫn không mở miệng hỏi bản thân tiêu phàm là trưởng giáo chân nhân vô cực môn, làm như vậy khẳng định tự có thâm ý. Ngay sau đó Lâm Thanh Loan đi đến cửa bảo lạc nguyệt dẫn tiêu phàm đến mật thất. Trong thất diệu cung có rất nhiều nơi yên tĩnh để tu luyện nội công. Lạc nguyệt không người lĩnh mệnh, rất nhanh đã đưa tiêu phàm đến một gian phòng nhỏ yên tĩnh. Lạc cô nương, ta ở chỗ này làm một số việc liên quan đến hiện tượng thiên văn, nhờ lạc cô nương giúp ta ngăn những người khác lại gần. Nếu chẳng may làm tổn thương người khác, sẽ không tốt. Tiêu Phàm rất chân thành nói với Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt hơi ngẩn ra, lập tức gật gật đầu, nói: "Vâng, Tiêu chân nhân cứ việc yên tâm, sẽ không có ai tới quấy rầy." Tuy nhiên Tiêu chân nhân cũng phải chú ý, nơi này là tổng đàn trên mặt đất, Tiêu chân nhân thực hiện, dẫn động hiện tượng thiên văn không nên quá dữ dội, hơn nữa không thể khiến người bị thương. Việc này chắc chắn sẽ không xảy ra, Lạc cô nương yên tâm đi. Vậy là tốt rồi. Dặn dò Lạc Nguyệt xong, Tiêu Phàm tiện tay đóng cửa phòng. Gian phòng mật thất này bố trí rất đơn giản, không có bất kỳ đồ trang trí và dụng cụ gia đình dư thừa, tất cả những vật đó đều không khiến bất kỳ ai chú ý. Trong khi ngồi thiền, tu luyện nội tức, tối kỵ nhất là tâm trạng bị quấy nhiễu. Vừa vặn phù hợp yêu cầu của Tiêu Phàm, lập tức Tiêu Phàm khoanh chân ngồi xuống ở trên tấm phản cứng, lấy càn khôn đỉnh ra, nhẹ nhàng để ở trước người. Trong tay hàn quang chợt lóe, phi đao lá liễu lại hiện lên treo ở phía trên càn khôn đỉnh. Nội lực khẽ thúc ép, một viên huyết châu đỏ sẫm lập tức rơi xuống. Tiêu phàm lại duỗi ngón giữa tay trái ra khẽ kẹp phi đao lá liễu ở trên đầu ngón tay, một giọt máu tươi cũng nhỏ vào trong càn khôn đỉnh. Quy trình này tương tự với huyết tướng thuật. Tuy nhiên lần này, tiêu phàm không phải muốn thôi diễn huyết tương cho tân lâm, mà là muốn dùng càn khôn đỉnh để bói toán. chương 433, đi cửa phụ. Tân Lâm và Tiêu Phàm ngày đêm sống cùng nhau, lại đã có quan hệ vợ chồng thực sự. Giữa hai người không có liên hệ máu mủ, nhưng so với quan hệ huyết thống bình thường thì quan hệ giữa hai người họ thân thiết hơn nhiều. Tiêu Phàm bói xem tương lai của Tân Lâm, lực che đậy thiên cơ rất nặng, không thể không bắt đầu dùng chi bảo trấn giáo, càn khôn đỉnh, mượn sức mạnh của bảo vật để khám phá thiên cơ bị che đậy. Loại thuật bói toán này, thoát khỏi khuôn mẫu của huyết tướng thuật cũng là bí thuật duy nhất của vô cực môn. Đại thuật sư của các trường phái khác cho dù biết loại bí thuật này, không có càn khôn đỉnh, phụ trợ, thông tin bói được cũng sẽ rất mơ hồ, độ chính xác giảm thấp. Tuy miệng Lạc Nguyệt nói thản nhiên, nhưng thật ra trong lòng cô có chút tò mò. Trưởng giáo chân nhân vô cực môn đích thân làm pháo tại tổng đàn của Thất Diệu Cung, trong lịch sử của Thất Diệu Cung đây là lần đầu tiên. Lạc Nguyệt rất muốn tìm hiểu tận cùng, chỉ có điều suy xét đến hậu quả thực sự quá nghiêm trọng, mới cố gắng đè nén lòng hiếu kỳ ước chừng sau khoảng hai khắc, Lạc Nguyệt canh giữ ở cửa cảm giác được nguyên khí trời đất đang cuồn cuộn chuyển động trong mật thất, không khỏi hoảng sợ đến mức biến sắc. Không giống với Tân Lâm, Lạc Nguyệt mặc dù không phải tố âm chi thể, nhưng về huyền học chi đạo lại cũng là người có duyên. Đi theo Lâm Thanh Loan học thuật pháp nhiều năm, trên thuật pháp rất có thành tựu. Tuy nhiên thất diệu cung là truyền thừa giang hồ, chứ không phải truyền thừa thuật pháp, lấy đạo võ học là chính, thuật pháp chỉ là luyện tập thêm. Mặc dù Tân Lâm không hiểu thuật pháp, Vị trí cung chủ thất diệu cung tương lai, lại nhất định phải truyền thụ cho cô. Đương nhiên, cung chủ không biết thuật pháp, thuật pháp của thất diệu cung cũng sẽ không như vậy mà thất truyền. Ví dụ như tương lai Lạc Nguyệt sẽ đem những thứ cô học được truyền thụ cho người thừa kế cung chủ sau Tân Lâm. Nhưng Lạc Nguyệt nằm mơ cũng chưa từng nghĩ rằng, làm pháp bình thường lại có thể khiến cho nguyên khí trời đất quay cuồng kịch liệt như vậy. Trình độ thuật pháp của vị trưởng giáo chân nhân vô cực môn trẻ tuổi này rốt cuộc cao thâm tới mức nào chứ? đương nhiên lạc nguyệt càng sẽ không nghĩ tới thật ra tiêu phàm đã cố gắng áp chế kết quả hiện tượng lạ của trời đất rồi nếu không căn phòng bình thường không áp dụng chút biện pháp gia cố nào làm sao có thể chịu được dị biên nguyên khi do thi triển thuật bói toán dẫn phát ra ước chừng nửa canh giờ đã qua cuối cùng tiêu phàm mới từ trong mật thất đi ra nhìn qua sắc mặt so với lúc trước trở nên tái nhợt khí tức trên người cũng hơi yếu ớt ngay cả lạc nguyệt cũng có thể cảm nhận được khí tức của tiêu phàm giảm bớt có thể thấy được lần này tiêu hao tinh lực thật sự không ít. Tiêu phàm vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, chỉ là hơi gật đầu về phía Lạc Nguyệt, rồi đi nhanh đến phòng ngủ của Tân Lâm, kết quả bói ra lại không khiến người ta vui mừng. Lạc Nguyệt vội vàng theo sát phía sau. Lâm Thanh Loan ngồi ở bên cạnh bàn, chậm rãi thưởng thức trà, thấy tiêu phàm vào cửa, thản nhiên hỏi. Thế nào? Tiêu phàm khẽ lắc đầu, nói. Rất không suôn sẻ. Quẻ tượng biểu hiện không thuận lợi mà thôi, một nước cờ sơ suất, thậm chí có tài ương huyết quang. Dù sao lần này phải đối mặt là đại hàng đầu sư thần bí nhất khắp Đông Nam Á, cao nhân cấp bậc quốc sư nước Đan Mạn. Trong truyền thuyết, hàng đầu thuật lại là máu tanh quỷ dị như vậy, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lâm Thanh Loan nhìn hắn, không lên tiếng. Nhờ tiền bối chuẩn bị dược liệu khác, vãn bối chạy tới nước Đan Mạn. Trong vòng một tháng, mặc kệ kết quả như thế nào, tôi cũng sẽ cho tiền bối một câu trả lời hài lòng tiêu phàm khẽ kho người về phía phía Lâm Thanh Loan, chậm rãi nói. Câu trả lời hài lòng ư, trừ khi ngươi lấy được, xích viêm thảo, nếu không dù như thế nào ta cũng không vừa lòng. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, nhưng không nói lời nào đi đến trước giường, cúi người xuống hôn khẽ lên gương mặt trắng như tuyết của Tân Lâm. Ngay sau đó trên mặt hiện lên một chút vẻ dứt khoát, xoay người, đi nhanh ra ngoài cửa. HTTP 2.gạch chéo gạch chéo atui.net gạch chéo đứng lại. Tiêu phàm mới vừa đi ra cửa phòng, một bóng người nhàn nhã chợt hiện ở trước mặt hắn, một tiếng gào to, ngăn cản đường đi của hắn. Giọng điệu rất không tốt. Thật ra không cần chờ một tiếng gào thét này của hoa bà bà, tiêu phàm sớm đã đứng vững. Hoa bà bà không chỉ đến một mình, tiếng bước chân nườm nượp đến, khoảng 5-6 tên nữ tử đứng ở bên cạnh hoa bà bà, trong đó có cả hai người phụ nữ trung niên sống cùng hoa bà bà, nhìn tiêu phàm như hổ rình mồi tuy nói là một đám phụ nữ, không có lấy nửa tên đàn ông, nhưng khí thế thì rào rạt đến mức nam giới thông thường sẽ có chút sợ hãi. Theo hơi thở của đám phụ nữ này để phán đoán, thì họ đều là thân thủ cao cường, không có lấy một kẻ nào yếu. Xem chừng ở thất diệu cung, đám phụ nữ này là lực lượng trung kiên, thảo nào có gan sông thẳng đến đây ngăn cản đường đi của tiêu phàm. Tiêu chân nhân muốn đi sao? Hoa bà bà nhìn tiêu phàm từ trên xuống dưới, rồi cười lạnh hỏi. Mặc dù tuổi tác vị lão thái thái này đã cao, nhưng là gừng càng già càng cay. Đôi mắt tinh quang lóe lên nhìn chầm chầm tiêu phàm, hỏa bộc phát. Hoa bà bà có gì chỉ giáo? Tiêu phàm thản nhiên hỏi, nhìn ra được tâm tình tiêu chân nhân cũng không tốt lắm, lời nói khách khí, ngữ điệu lại có vài phần cứng ngắc. Tình hình tân lâm như thế, tâm tình của tiêu phàm đương nhiên cũng không tốt. Lúc này, thời gian mỗi một phút đối với tiêu phàm mà nói đều rất quý giá, thật sự không kéo dài thêm được nữa. Tân Lâm chỉ có thể chờ hắn một tháng. Tiêu chân nhân nói đến là đến, nói đi là đi, quả thực chính là coi thất diệu cung chúng ta không ra gì. Tin này nếu lan truyền ra ngoài, thất diệu cung trên giang hồ làm sao còn có chỗ đứng chứ? Hoa bà bà lạnh lùng cười nói. Còn nữa, thánh nữ thất diệu cung chúng ta vì ngươi mà chịu tổn thương nặng như vậy, hiện tại bây giờ chưa biết sống chết ra sao, chẳng lẽ tiêu chân nhân không cho chúng ta một công đạo sao? Nói xong, hoa bà bà dơ trúc trượng lên, một lát lại nặng nề hạ xuống đất. Trúc trượng này rõ ràng là mới làm, trúc trượng trước của hoa bà bà đã bị một tiếng thét dài của tiêu phàm phá hỏng rồi. Trúc trượng mới làm này lấy làm sao thuận tay như trúc trượng cũ chứ? Vừa nhìn thấy trúc trượng mới này, hoa bà bà lại càng thêm tức giận ở thất diệu cung, hoa bà bà có thể xưng là nguyên lão, tuổi so với lâm thanh loan còn lớn hơn nhiều. Nếu xếp theo thứ bậc mà nói, thì hoa bà bà vẫn là sư tỷ của lâm thanh loan, sống tại núi Lão Quân này đã mấy chục năm, trải qua nhiều sóng to gió lớn, vẫn chưa từng mất mặt như ba ngày trước như vậy. Thật ra dựa theo ước định của Tổ sư Chỉ Thủy và Thanh Loan Cung Chủ, từ 7 năm trước Tân Lâm đã làm, vệ sĩ theo bên mình, của Tiêu Phàm, bất kể chịu tổn thương như thế nào đi nữa, đều là bổn phận của vệ sĩ, chất vấn này của Hoa Bà Bà rất vô lý. Nhưng Tiêu Phàm sao có thể nói ra như vậy được, dù trong tâm trí, cũng tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Ở trong lòng tiêu phàm, Tân Lâm là người yêu của hắn, là người hắn muốn liều mạng bảo vệ. Hoa bà bà, hiện tại tôi phải đi xin thuốc cho Tân Nhi, thời gian cấp bách, xin hoa bà bà và các vị thứ lỗi cho. Việc từ tiện xông vào thất diệu cung, sau khi chữa khỏi bệnh cho Tân Nhi, tôi sẽ lại giải thích cho hoa bà bà. Tiêu phàm vẫn duy trì lễ phép, ôm quyền, chậm rãi nói. Ha ha, người trẻ tuổi, người cũng đừng xem thường ta. Ta nhìn thấy con bé lớn lên từng ngày, Tay ta đã dạy nó kiếm pháp, bộ dạng của nó hiện tại khiến ta không khỏi đau lòng. Như vậy đi, ta cũng không khiến ngươi chậm trễ thời gian đi xin thuốc. Nhưng ngươi là khách không mời mà đến, cửa chính tổng đàn thất diệu cung không thể mở cho ngươi, ngươi đi từ cửa phụ đi. Chúng ta không ngăn cản ngươi. Tiêu Phàm không khỏi mỉm cười. Lão Thái Thái này thật không biết đang cùng ai nói chuyện. Đường Đường trưởng giáo chân nhân vô cực môn đương thời làm sao có thể đi cửa phụ chứ? Tuy rằng tính cách Tiêu Phàm ôn hòa, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ vứt bỏ nguyên tắc của mình. Vị trí đứng đầu thuật pháp của Vô Cực môn tuyệt đối không thể không tôn trọng. Hoa bà bà, các vị sư tỷ, xin từ biệt. Tiêu Phàm cười cười, đi nhanh về phía trước. Từ đầu đến cuối, Lâm Thanh Loan trong phòng đều không lên tiếng, không ngăn cản Hoa bà bà, cũng không nói lời nào với Tiêu Phàm, giống như một người xem, tránh ở một bên xem náo nhiệt. Hoa bà bà biến sắc, hai mắt tinh quang phóng lớn. Đây là Tiêu Phàm căn bản không coi bọn họ ra gì. Mắt thấy Tiêu Phàm bước tới gần, hoa bà bà không thể kiềm được, cắn răng mạnh một cái, quát. "Ngươi nhất định phải đối đầu với chúng ta ư? Vậy thì đắc tội rồi." Hai tay vừa xoay, trúc trượng trong tay, hô một tiếng, mạnh mẽ giáng xuống đỉnh đầu Tiêu Phàm. Chương 434, mộ binh khẩn cấp 1. Tiếng gió rít. Lão bà bà đã ngoài 50 tuổi, mặc dù đã gần đất xa trời, ngay cả đứng cũng không vững, lại là phụ nữ, ai mà biết được một khi ra tay lại vô cùng dũng mãnh như vậy. Chiêu vừa rồi vốn là muốn gỡ yêu ta ít người, không có nửa phần động tác võ thuật đẹp. Lần trước, tiêu phàm bất ngờ dùng công phu, sư hống công, khiến đám người hoa bà bà nhất thời trở tay không kịp, nên không đánh mà bại. Hoa bà bà thừa nhận nếu đọ sức nội lực đơn thuần, ai trong số bọn họ đều không phải là đối thủ của tiêu phàm. Nhưng cùng một chiêu thức, tiêu phàm không thể lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy chứ. Vậy cũng rất bôi nhỏ thân phận trưởng giáo chân nhân vô cực môn của hắn rồi. Đường đường trưởng giáo vô cực môn hết lần này đến lần khác dùng lại một chiêu như vậy, chỉ biết dùng cổ họng giống lên thì thật mất mặt. Lần này, nói cái gì đều phải ép hắn ra tay, thật sự phải nghiêm túc đọ sức một phen. Cho dù vẫn đánh không lại, ít nhất cũng phải thăm dò được nội tình của hắn. Ai ngờ hoa bà bà vẫn là tính sai, động tác mới được một nửa, Trúc Trượng vẫn còn ở giữa không trung, thấy hoa mắt, dĩ nhiên bóng dáng của Tiêu Phàm cũng biến mất. Hoa bà bà ngạc nhiên, vội vàng hít sâu một hơi, cứng rắn thu trúc trượng về, một lực mạnh mẽ phản kích lại. Trong lúc nhất thời, khí huyết trong ngực cuồn cuộn, rất khó chịu. Dựa theo nguyên lý vật lý học, bà toàn lực tấn công Tiêu Phàm với rất nhiều khí lực, hiện tại thu hồi lại, lực phản kích liền vô cùng lớn. Thiếu chút nữa thì tự mình tơ làm đả thương mình. Đứng lại, quay về, ơ kìa, ngay sau đó chính là một chuỗi tiếng thiết to và tiếng binh khí va chạm với nhau. Mọi người đều nhìn tiêu phàm đi về phía mình, vừa ra nửa chiêu liền không thấy tăm hơi bóng dáng của tiêu phàm đâu. Dù sao không phải ai cũng có nội lực thâm hậu giống như hoa bà bà, có thể đang ra lực giữa chừng rồi liền thu hồi lại. Ngay sau một trận, binh binh bằng bằng, vang loạn lên, người một nhà phát sinh giao đấu với nhau, hiện trường trở nên hỏng bét. Tiêu Phàm đã đi đến phía sau đoàn người, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi đến cửa lớn. Từ đầu đến cuối hắn đều bình tĩnh như vậy, dường như vừa rồi thân thủ xuất quỷ nhập thần kia căn bản không phải là hắn, mà chỉ như một ảo ảnh trêu chọc mọi người. Mắt thấy Tiêu Phàm thản nhiên đi ra cửa chính, đám người hoa bà bà nhìn đến giận líu lưỡi, sau một lúc lâu vẫn không hết thẫn thờ. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, thì đám người đó thật sự không thể tin trên đời này vẫn còn có người có thân thủ thần kỳ như vậy dù vẫn đi về phía họ, nhưng lại đánh không trúng hắn. Lại chớp mắt một cái, tiêu phàm ở cửa lớn dễ đi, sau đó liền không nhìn thấy bóng dáng. Hoa bà bà không khỏi giận tím mặt, lớn tiếng nói. Vì sao cung chủ không giáo huấn hắn một chút? Các cô dĩ nhiên không giữ được tiêu phàm, nhưng cung chủ thanh loan lại khác. Cung chủ thất diệu cung và đệ tử ở dưới có sự tranh lệch rõ ràng. Mặc dù không phải tất cả các vị cung chủ đều có tố âm chi thể, nhưng không ai không phải là người thiên phú kiệt xuất kỳ tài. Nếu cung chủ Thanh Loan tự mình ra tay, thì tiêu phàm còn có thể đi được dễ dàng như vậy không? Coi toàn bộ thất diệu cung không là cái gì, quả thực khinh người quá đáng. Cung chủ Thanh Loan khẽ thở dài chậm rãi nói. Sư tỷ, tỷ còn nhớ rõ chỉ thủy chân nhân năm đó không? Hoa bà bà biến sắc, hư, một tiếng thật mạnh. Tổ sư chỉ thủy là ác mộng, đối với các thế hệ đệ tử của thất diệu cung, Giống như một núi lớn cao vạn trượng, nằm vắt ngang trước mặt cả đoàn người, xuyên thẳng tới tận trời, cả đời này có nằm mơ cũng khó vượt qua. Vừa nhắc tới Tổ sư Chỉ Thủy, thì ngay cả sự cương quyết không chịu thuần phục trong mắt Hoa bà bà cũng hiện lên một chút vẻ sợ hãi. Năm đó, Tổ sư Chỉ Thủy cũng giống như Tiêu Phàm, cứng rắn xông vào Tổng đàn Thất Diệu Cung, khiến cho cả đám người không còn một chút mặt mũi. Nhưng trên thực tế, Thất Diệu Cung trong tay Tổ sư Chỉ Thủy lại không luận tới nửa chút tiện nghi bị bất đắc dĩ, đem thánh nữ trong phái người sẽ kế thừa vị trí cung chủ, đưa, đi làm, vệ sĩ kiêm nha hoàn bên mình cho đồ đệ người ta. Cho rằng mọi người nghĩ đến đều có thể bình tĩnh hòa nhã được sao. May mắn là tổ sư chỉ thủy ngay sau đó lại truyền vị trí trưởng giáo cho tiêu phàm, khiến trong lòng mọi người thất diệu cung bớt đi ác khí, hoặc nhiều hoặc ít bình ổn thêm vài phần. Địa vị thân phận trưởng giáo chân nhân vô cực môn được tôn sùng biết bao. Tân Lâm đi theo hắn cũng không coi là bị bôi nhọ rồi. Tiêu Phàm tuy rằng tuổi trẻ, sớm được chỉ thủy chân nhân chân truyền, tôi chưa trực tiếp cùng hắn giao đấu. Nhưng cũng có thể cảm thấy được, tu vi của người thanh niên này không dưới chỉ thủy chân nhân. Các ngươi không giữ được hắn, cũng không mất mặt. Nói tới đây, Lâm Thanh Loan hơi dừng một chút, từ từ nói. Không cần nói đến các ngươi, trên thế giới này người có thể giữ được hắn, thật đúng là rất ít. Lần này, có thể luyện ra thanh linh đan hay không, xem hắn có thể bình yên vô sự được hay không. Tình huống lúc này, mỗi giờ mỗi phút của hắn, mỗi một phần thể lực đều là bảo vật quý giá, quyết không thể tùy tiện lãng phí. Chỉ dựa vào một mình hắn sao? Sắc mặt của hoa bà bà càng trở nên khó coi, nhíu mi hỏi. Hiển nhiên, hoa bà bà biết Lâm Thanh Loan, chỉ bảo tiêu phàm một nhiệm vụ gì đó. Ghi chép trong, duy chân tổ sư văn tập, chắc hẳn hoa bà bà cũng đã học qua đây chính là quốc sư của hàng đầu thuật hay là báo tin cho tiểu yến bọn họ trợ giúp cho hắn sự an nguy của tân lâm thậm chí liên quan đến toàn bộ tương lai của thất diệu cung hoa bà bà cũng không khỏi việc cố đẻ bất mãn trong lòng mình với tiêu phàm xuống trịnh trọng được kiến nghị với lâm thanh loan cái gọi là tiểu yến bọn họ chính là đệ tử ở nước ngoài mà lâm thanh loan đã đề cập lâm thanh loan lại là khẽ cười khổ một tiếng nói sư tỷ vô dụng thôi Tiểu Yến tìm hiểu một chút tin tức bên ngoài còn có thể được, chứ muốn giúp đỡ tiêu phàm thì cơ bản không có khả năng. Tiêu phàm là loại người như thế nào? Đại quốc sư ma cưu lại là loại người thế nào? Chuyện đấu đá giữa các cao thủ cấp tuyệt đỉnh này, thì Tiểu Yến bọn họ sao có thể nhúng tay vào được? Không cẩn thận, thì chính là đại họa tan xương nát thịt. Hiện tại, chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng hắn thôi, đánh cuộc một phen. Người thanh niên kia đối với nữ nhi nhà chúng ta, Hình như là thật lòng. Thành phố Nam Phương, tỉnh Lị tỉnh Lĩnh Nam. Quán cà phê khách sạn Kim Dương. Tiêu phàm ngồi đơn độc một mình một góc, trên cái bàn tròn làm bằng gỗ hồ đào trước mặt, đặt một cốc nước chè xanh tỏa nhiệt lượn lờ. Tiêu trưởng giáo rất nghiêm túc lật xem một quyển sách viết bằng tiếng Anh. Đây là tạp chí Địa lý quốc gia lữ hành gia do Hội Địa lý học nước Mỹ xuất bản quyền tạp chí này giới thiệu về tình hình địa lý sáu đảo tiếp giáp Đan Mạn và một số tình hình phong tục tập quán của thổ dân địa phương. Thổ dân trên quần đảo Nam Dương có nhiều chủng tộc, thần bí cấm kỵ đoán chừng là nhiều nhất thế giới, thổ dân châu Phi cổ xưa cũng khó thể sánh bằng. Chỉ vì quần đảo Nam Dương bị đại dương vây quanh, có rất ít nhà lữ hành và nhà thám hiểm thâm nhập vào trung tâm của bộ lạc bản địa, do đó danh tiếng của nó không nổi. Sau khi rời khỏi núi Lão Quân, tiêu phàm liền ngựa không dừng vó đi về phía Nam cho tới bây giờ hắn đối với tình thế sắp phải đối mặt căn bản chưa có nhận thức đại quốc sư ma cưu và trang viên của ông ta lúc này trong đầu tiêu trưởng giáo vẫn chỉ là hai ký hiệu không có chút nhận biết trực quan nào đại quốc sư ma cưu rốt cuộc là người như thế nào thuộc chủng tộc nào trang viên của ông ta thuộc giáp đảo nào tiêu phàm hoàn toàn không biết gì cả bản thân đại quốc sư ma cưu ở trong hoàng cung hay ở tại trang viên thì tiêu phàm hoàn toàn không biết gì cả chỉ là căn cứ theo phỏng đoán theo lẽ thường, thì ma cưu được hoàng thất nước đan mạn phong là đại quốc sư, là thủ hộ của hoàng thất và hoàng cung. Như vậy phải ở lại trong hoàng cung mới đúng. Tiêu phàm dừng lại ở thành phố Nam Phương, là để chờ cơ khinh xa. Quẻ tượng cho biết hành trình đi Nam Dương lần này rõ ràng có liên quan đến cơ khinh xa. Tuy rằng tạm thời tiêu phàm không biết nguyên nhân, nhưng vẫn gọi điện thoại cho cơ khinh xa, tỏ rõ hy vọng gặp mặt cơ khinh xa ở thành phố Nam Phương dưới tình huống bình thường thì tiêu phàm sẽ không vô lễ như vậy nếu muốn cầu cạnh cơ khinh xa đương nhiên tiêu phàm sẽ chạy tới thủ đô hoặc đến tận cửa gặp cơ khinh xa chứ sẽ không có chuyện để cho người ta ngàn dặm xa xôi đuổi tới thành phố nam phương gặp mình nhưng mà tình huống đặc biệt trước mắt tân lâm chỉ có thể chờ hắn một tháng tiêu phàm không có nhiều thời gian để trì hoãn chỉ có thể khiến cơ khinh xa ủy khuất một hồi cũng may cơ khinh xa khéo hiểu lòng người không chút do dự liền gật đầu nhận lời lập tức lên đường đến thành phố Nam Phương, một câu cũng không hỏi nhiều. Tiêu phàm mộ binh khẩn cấp, tất nhiên có chuyện thật sự khẩn cấp. chương 435, mộ binh khẩn cấp 2. Tiêu phàm tận dụng tất cả thời gian có thể tận dụng, tận lực tìm hiểu tình hình nước đan mạn. Tạp chí địa lý do Hội địa lý học của nước Mỹ xuất bản có tính chân thật rất cao, rất có ý nghĩa tham khảo. Tuy nhiên tiêu phàm cũng biết, cho dù là tạp chí, lữ hành gia, do địa lý quốc gia xuất bản, thì cũng chỉ là nói qua loa mà thôi. Nhân viên của Hội Địa lý Quốc gia không thể xâm nhập sâu vào thổ dân địa phương để tìm hiểu, càng không thể tiến vào trong trang viên Đại quốc Sư Ma Cư. Nhưng tạp chí, lữ hành gia này cũng giúp tiêu phàm có thu hoạch lớn. Trên tạp chí không ngờ đăng hình của Đại quốc Sư Ma Cư. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là ảnh chụp chung, là ảnh chụp chung của thành viên trọng yếu trong Hoàng thất nước Đan Mạn và người chấp sự trọng yếu của Hoàng cung. Đại quốc sư Ma Cưu bên trong bức ảnh này, vị trí đứng vô cùng nổi bật, đứng ở bên phải vua nước Đan Mạn, còn lại bên trái là hoàng hậu nước Đan Mạn. Thành viên hoàng thất khác và mấy vị hoàng tử và công chúa bao vây quanh vua. Từ đó có thể thấy được vị trí đứng của bọn họ cũng không bằng đại quốc sư Ma Cưu. Bởi vậy có thể thấy địa vị của đại quốc sư Ma Cưu ở nước Đan Mạn được tôn sùng thế nào. Xem trên tấm ảnh thấy được giá người đại quốc sư Ma Cưu không cao, người cũng khá gầy yếu, giữ được một tròm dâu hoa dâm được cắt tỉa cẩn thận, đeo đồ trang sức truyền thống của nước Đan Mạn, dung mạo cũng không xuất chúng. Thế nhưng khí thế ngạo mạn kia, dù là trong tấm ảnh cũng biểu hiện ra rất rõ ràng. Thậm chí còn đứng ở vị trí giữa, được mọi người vây quanh giống như các vì sao vây quanh mặt trăng vậy. Đây là ngạo khí toát ra. Cho dù ai cũng sẽ nghĩ đây là loại thần thái sau khi đánh bại vô số hàng đầu sư lợi hại. Qua nhiều năm như vậy, cũng không biết có bao nhiêu tính mạng bị hủy diệt ở trong tay của đại quốc sư ma cưu tiêu phàm cẩn thận xem hình của đại quốc sư ma cưu hai hàng lông mày người này bay xéo đôi mắt lộ sát khí ra ngoài không thể nghi ngờ ma cưu là loại tính cách cực kỳ tự tin thậm chí bảo thủ người có loại tính cách này về cơ bản thủ pháp thương lượng không có bất kỳ tác dụng nào đối với ông ta bởi ông ta tuyệt đối không phải là người có thể thuyết phục bằng lời nói hai hàng lông mày của tiêu phàm khẽ nhíu lại Ít nhất cho tới bây giờ, hắn chưa có ý định cứng đối cứng, lưỡi lê nhuốm đỏ cùng với đại quốc sư Ma Cưu. Vị đệ nhất hàng đầu sư của Nam Dương, tại vị suốt 30 năm, không ai có thể đánh bại, không phải vạn bất đắc dĩ thì ai lại muốn cùng ông ta xung đột bạo lực chứ? Cho dù là trưởng giáo chân nhân vô cực môn, cũng không dễ dàng hạ quyết tâm như vậy. Chỉ cần có một chút khả năng, tiêu phàm cũng phải tranh thủ thương lượng với Ma Cưu đại quốc sư, tìm ra thứ đồ vật có thể làm cảm động vị đệ nhất hàng đầu sư, này, khiến ông ta trao đổi, xích viêm thảo, với hắn. Nhưng tướng mạo của vị đại quốc sư ma cưu này lập tức khiến tiêu phàm cảm giác được, độ khó của đàm phán gia tăng gấp bội. Nhất thiếu, chuyện gì mà cấp bách như vậy hả? Đang trầm ngâm, một làn gió thơm nhẹ bay đến chóp mũi, tiếng giày cao gót gõ dưới sàn nhà vang lên trong trẻo, đã đến trước mặt. Giọng nói của cơ khinh xa hơi khàn khan, nhưng nghe vẫn vô cùng hấp dẫn mê người toàn thân cơ khinh xa vừa vặn trong trang phục công sở, khiến dáng người bốc lửa của cô hiện lên đường cong đẹp không sao tả xiết. Từ lúc vào cửa, cơ khinh xa đã hấp dẫn gần như mọi ánh mắt trong quán cà phê. Dù là nam hay nữ, đều không kìm nổi lòng nhìn sang. Trong mắt tất cả nam giới là yêu thích, còn trong mắt phụ nữ thì tràn đầy ghen tị. Cơ khinh xa bất kể đi tới chỗ nào đều là đối tượng mà các phụ nữ khác phải ghen tị. Loại đoan trang và quyến rũ này kết hợp giữa cao quý và diêm rúa lập y gờ lơ. đối với bất kỳ người đàn ông nào cuối cùng đều không thể chống đỡ lại sức hấp dẫn này. Tiêu phàm buông tạp chí xuống, nhìn về phía cơ khinh xa và phạm nhạc đang theo sát phía sau, khẽ gật đầu, cũng không nói lời khách khí. Cơ khinh xa ngồi xuống đối diện tiêu phàm, phạm nhạc thì ngồi ở bàn bên cạnh. Nhân viên tạp vụ trẻ tuổi lập tức đi tới, chào hỏi ân cần. Cơ khinh xa gọi cà phê, phạm nhạc gọi trà xanh. Tiêu phàm đem tạp chí, lữ hành ra, khẽ đẩy đến trước mặt cơ khinh xa, nhẹ giọng nói. Cô xem tấm hình này một chút. Cơ khinh xa mỉm cười, đôi mắt đẹp khẽ nhìn vào, khuôn mặt xinh đẹp lập tức biến sắc, chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía tiêu phàm hạ giọng nói. Không phải chứ, nhất thiếu, anh muốn đi tìm đại quốc sư ma cưu sao? Không thể nghi ngờ sự thông minh cơ trí của cơ khinh xa, vừa nhìn qua ảnh liền biết ngay mục tiêu của tiêu phàm là đại quốc sư ma cưu chứ không phải những người khác giữa một trưởng phòng cục tôn giáo quốc gia nhàn rỗi và các nguyên thủ quốc gia nước đan mạn không có khả năng phát sinh bất kỳ vấn đề gì nhưng địa vị trưởng giáo chân nhân vô cực môn đương thời ở giới thuật pháp lại cơ bản tương đương với địa vị đại quốc sư ma cưu trong giới hàng đầu xem như cùng cấp đại cao thủ nếu không phải phát sinh vấn đề nào đó với đại quốc sư ma cưu tiêu phàm sẽ không mộ binh khẩn cấp vô duyên vô cớ gọi cô vội vàng tới thành phố Nam Phương để gặp, càng sẽ không đưa cho cô xem bức ảnh chụp này. Nhưng mà cơ khinh xa thật sự có chút không nghĩ ra, giữa tiêu phàm và đại quốc sư ma cưu đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ vì chuyện này mới mộ binh khẩn cấp như vậy sao? Cô biết ông ta ư? Lúc này đến lượt tiêu phàm giật mình. Động tác vừa rồi của cơ khinh xa quá nhanh, gần như chỉ liếc mắt một cái qua ảnh chụp lập tức hỏi. Tiêu Phàm cơ bản có thể khẳng định cơ khinh xa không xem phần chữ chú thích phía dưới tấm ảnh. Vậy chỉ có một khả năng, đó chính là cơ khinh xa đã từng nhìn thấy Đại Quốc Sư Ma Cưu, ít nhất thấy hình của ông ta không chỉ một hai lần. Đại Quốc Sư Ma Cưu rõ ràng không phải tộc người Mông Cổ Phương Đông, mà thuộc chủng tộc thổ dân Nam Dương. Cũng giống như người ngoại quốc nhìn người Hoa Hạ vậy, vừa nhìn qua, diện mạo cũng không khác biệt lắm. Người Hoa Hạ nhìn chủng tộc thổ dân Nam Dương, diện mạo cũng không khác nhau lắm đặc biệt là nước đan mạn vô cùng nhiều nam giới, đều không ngoại lệ để dâu quai nón, càng khó phân biệt. Liếc mắt một cái liền nhận ra, chắc hẳn đối với người này vô cùng quen thuộc. Cơ khinh xa liền cười rộ lên, nói. Tôi không biết ông ta, nhưng ông ta đối với tôi rất quen thuộc. Trước kia tôi chính là du học sinh tại nước Đan Mạn. Cô đi du học ở nước Đan Mạn ư. Tiêu phàm càng thêm kinh ngạc. Đầu năm nay, người hoa ra nước ngoài học cũng không hiếm thấy, thậm chí hình như trở thành trào lưu thời thượng. Rất nhiều người dành nhau chạy ra bên ngoài học, nhưng thông thường, mọi người đều lựa chọn đi Mỹ, Canada ở bên kia bờ đại dương, hoặc là Australia, New Zealand ở Thái Bình Dương, nếu không thì phải là châu Âu. Có rất ít người đi nước Đan Mạn du học, tiêu phàm chỉ biết khi cơ khinh xa đang học ở nước ngoài, liền vội vàng về nước tiếp nhận tập đoàn cơ thị và vương quốc ngầm khổng lồ mà bố cô để lại. Về việc cơ khinh xa du học ở nước nào, thì trước nay chưa từng hỏi nhưng tiêu phàm không nghĩ rằng cô là du học ở nước Đan Mạn. Nước Đan Mạn có lĩnh vực gì hay mà có thể hấp dẫn người như cơ khinh xa vậy? Coi như khi đó cơ khinh xa trẻ tuổi, thậm chí là nhỏ tuổi. Nhưng là truyền nhân dòng chính của phái Hà Lạc, quyết không giống như những tiểu tử thối cái gì cũng không hiểu kia. Cơ khinh xa đi du học nước Đan Mạn, nhất định có lý do không tầm thường. Cơ khinh xa tự nhiên lý giải nghi ngờ của tiêu phàm, cười cười, nói. Nhất thiếu, có lẽ anh không biết, thật ra tôn giáo nước Đan Mạn hưng thịnh không hề kém gì so với nước ta đâu. Địa vị đạo giáo ở nước Đan Mạn cũng không thấp, nhất là bang lạc già của giáp lục đảo, thế lực đạo giáo cực lớn. Một số ít sách cổ xưa đã thất truyền ở trong nước, nhưng trong một tiệm sách người Hoa ở bang lạc già, thỉnh thoảng vẫn còn có thể tìm được bản gốc. Đều là do tổ tiên người Hoa trước đây khi lưu lạc đến Nam Dương đã mang theo bên người. Hai bản sách cổ của phái Hà Lạc chúng tôi cũng chính là tìm được ở trong Thư viện Người Hoa, tại bang Lạc Gia. Thì ra là thế. Thảo nào cơ khinh xa muốn đi nước Đan Mạn du học, thật ra đã nhắm vào đạo giáo Hưng Thịnh và sách cổ ở bên đó. Tiêu phàm khẽ gật đầu, lập tức đưa tay chỉ tấm hình kia, hỏi. Với vị đại quốc sư này, lại có quan hệ gì? Sắc mặt cơ khinh xa lập tức trở nên nghiêm túc, mắt nhìn hình của đại quốc sư Ma Cưu. Nhẹ nhàng hít một hơi, lồng ngực phập phồng, chậm rãi nói. Nguyên quán của đại quốc sư Ma Cưu là ở bang Lạc Già. Ông ta là thổ dân của bang Lạc Già. Hai hàng lông mày của tiêu phàm nhíu lại chặt hơn. Không phải cô nói thế lực đạo giáo của bang Lạc Già vô cùng lớn sao? Nếu thế lực đạo giáo của bang Lạc Già vô cùng lớn như vậy, thì sao lại xuất hiện một vị đệ nhất hàng đầu sư uy chấn nước đan mạn suốt 30 năm? đệ nhất hàng đầu sư, này làm thế nào mà thế lực lại phát triển được lớn mạnh như vậy? Đó chẳng phải là để cho người khác thoải mái ngủ ngáy bên cạnh sao? Tiêu Phàm cũng không tin tưởng lắm, bởi làm sao hai giáo phái lớn có thể cùng tồn tại hòa thuận và hỗ trợ lẫn nhau tại một địa phương hẻo lánh như vậy? Audio điện tử Võ Tấn bền. Kết chương 435